Tôi tên là Đỗ Bách Hợp, năm nay 16 tuổi, là học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Người yêu tôi là Phạm Nguyên Khang, hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng, nhưng hiện nay đã có thai 2 tháng rưỡi. Mẹ tôi mất khi sinh tôi ra, nghe nói vì bà khó sinh mà qua đời. Ngay từ nhỏ tôi đã không biết mặt mẹ, cha tôi đi xin sữa khắp nơi để cho qua cữ. 3 tháng phải uống nước gạo, ăn cháo loãng mà lớn lên. Trước tôi còn có một chị gái tên là Đỗ Huyên Thảo, đang học năm 2 học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm bước nữa mà cứ ở một mình lo cho hai chị em tôi khôn lớn. Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người không còn một chút sức lực nào nữa. Chân nọ đá chân kia run lẩy bẩy. Như thế nào mà lại có thai hơn 8 tuần được? Chính bản thân tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ 16 tuổi và cũng chỉ mới vào nhà nghỉ cung khang hai lần. Anh cũng nói với tôi là sẽ không sao kia mà. Tôi cầm điện thoại lướt qua một lượt danh bạ cũng không biết nên gọi cho ai. Nếu gọi cho chị Thảo có lẽ bố cũng biết và tống cổ tôi ra khỏi nhà mất. Cuối cùng vẫn nên gọi cho Khang, thông báo với anh về cái thai, dù sao anh cũng là cha của đứa nhỏ. Tôi gọi hai cuộc không thấy Khang nghe máy, không biết là anh đang làm gì. 15 phút sau thấy anh gọi lại. "Vợ yêu, gọi gì anh đấy hả? Khi nãy anh đi đánh bi ra với mấy thằng đệ, đang dở ván nên không nghe máy." Anh em có chuyện này muốn nói vợ anh sao thế em có thai hai tháng rưỡi rồi khang bên kia cười lớn thế nào mà lại có thai được mới ngủ với nhau hai lần chứ mấy năm ngoái yêu con vân anh làm với nó cả năm mà chả thấy gì vợ đùa nhau à tôi gắt lên anh nhắc đến chị vân làm gì muốn trêu tức tôi hả đùa cái gì em vừa đi khám ở an việt về tóm lại là anh định thế nào ơ ờ, chửa thì đẻ chứ sao anh về kêu mẹ anh cho cưới em anh nói thật chứ, mẹ anh có đồng ý không? Cưới rồi lấy gì mà ăn, chúng ta còn đang là học sinh đấy. Thì bố mẹ anh nuôi, nhà anh ông bà thiếu gì tiền. Không đồng ý anh bỏ đi luôn, vợ cứ về nghỉ ngơi đi, trời sập có anh lo. Anh làm nốt ván pizza nữa rồi anh về vợ nhé. Tôi cúp máy thở dài, cho dù gia đình Giang đồng ý thì chưa chắc bố tôi đã đồng ý. Chắc là phen này chết với ông rồi, nhưng tôi lại không có gan để phá thai. Thôi thì đánh cứ để nước đến đâu, đẩy thuyền đến đấy vậy. Khang làm nút ván pizza liền trở về nhà. Bản thân anh nghĩ lấy vợ có con cũng là chuyện hết sức đơn giản, cũng chỉ như kiểu nhà anh từ thiện nuôi thêm một người. Khang về đến cổng đã nghe bố mẹ anh chửi sơi sơi và mấy thẳng đi thu tiền lãi. Thế Khang về nhà, bà ngoan mẹ anh liền giãn nét mặt ra. Con trai về rồi à, vào tủ lạnh lấy nho ăn đi, mẹ mới mua cho con đấy. Mẹ, con không ăn nho, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Bà ngoan nói, hôm nay mặt mày nghiêm túc thế hả ông tướng mày định xin tiền làm gì hả con muốn lấy vợ bà ngoan nhảy dựng lên cười có mà nó mới lấy mày con làm người ta có thai rồi phải chịu trách nhiệm ông long bố khang chen ngang vào cắt lời nó là con cái nhà ai con nhà bác hoàn ở xã bên đấy bố nhà có đứa con gái là thủ khoa học viện cảnh sát ý ông long thét lên mày lấy con đó để rồi cho cả nhà mày đi tù hả không con chị là thảo thủ khoa con yêu con em nó học lớp 10, tên là hợp ý bà ngoan chu chéo lên thằng báo nhà mày tí tuổi cưới xin cái gì lấy nó về để tao nuôi báo cô chúng mày à lại còn lấy cái con nhà nghèo rớt mồng tơi tao không đồng ý mày bảo nó phá thai ở đâu thì phá tao cho tiền mày mà cưới nó tao từ mặt mày luôn bà cái bình tĩnh khang cũng chẳng vừa mẹ không cho con lấy nó con bỏ đi cho mẹ xem được mày muốn đi đâu thì cút đi luôn cho tao Đừng có vác mặt về cái nhà này nữa. Tao biết đẻ phải cái loại như mày tao thả là bóp chết từ khi còn trong trứng cho xong. Đi thì đi, con cần mẹ chắc. Im hết cho tao, thằng kia đứng lại. Khang vừa như không nghe bố anh nói gì leo lên con xe phóng mất hút. Bà ngoan trong nhà chửi bới inh ỏi con mất nòi. Nào là lừa gạt thằng con bà để nó về làm phản. Khang lang thang mãi cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng anh quyết định đến phòng trọ của thằng Kiên bán mông ở đó tạm vài hôm tôi cả chiều không thấy khang liên lạc cho mình rất lo lắng cuối cùng cũng vứt bỏ lòng tự trọng gọi cho anh may mà người kia bắt máy anh làm gì cả chiều mà không liên lạc cho em anh bán điện thoại nên không có số vợ để gọi anh đang dùng điện thoại cục kẹt của thằng kia nên này anh đang ở phòng trọ của nó vợ có rảnh không lên đây với anh bố không cho em đi bố giết em mất mà sao anh lại đi bụi vì em hả ừ ai không cho anh lấy em anh từ người đó luôn nếu anh mất tất cả vợ có còn yêu anh không Anh sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi vợ và con Tôi cười buồn Tất nhiên là em sẽ không rời xa anh rồi Nhưng mà anh định làm gì nuôi em Mà em thì cũng chẳng thể bỏ nhà đi được Bố với chị Thảo giết em mất Anh có thể bỏ tất cả vì vợ Tại sao vợ lại không nhỉ Anh làm phụ hồ nuôi vợ có được không Hai chúng ta sẽ cùng bỏ nhau đi Em cũng không biết nữa Chưa kịp nói xong ngoài cổng trò đã cắn in tai nhức óc Tôi vội tắt điện thoại ra xem ai. Một con xe Innova 7 chỗ đang đỗ trước cổng. Một người đàn bà ngoài 40 tuổi ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Vừa nhìn thấy tôi đã lườm huyết chửi. Mày có phải là hợp không? Tôi gật đầu. Vâng, bác tìm cháu có việc gì vậy ạ? À? Tao là mẹ thằng Khang. Mày giấu nó ở đâu thì bảo nó ra đây cho tao. Cháu, cháu không biết. Anh Khang không gọi gì cho cháu cả. Bố mày đâu? Loại mất dậy, nứt mắt ra đã lăn lên giường. Tao muốn nói chuyện với bố mày để dạy dỗ lại mày. Loại mất nết. Lúc đó không biết xui rủi thế nào, bố tôi lại lóc cóc đạp xe đi đâu về. Thế bà ngoan đang la lối, vẻ mặt của ông có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi. Bà là ai? Đến nhà tôi có việc gì? Sao không vào nhà lại đứng ngoài cổng? Ông có phải là bố con hợp không? Ông bảo nó giấu con trai tôi ở đâu thì khôn hồn mang nó ra đây. Bà này hay nhỉ? Con trai bà đi đâu thì liên quan gì đến con hợp nhà này? Ông hỏi con gái ông trước ấy đũa mốc còn trỏi mâm son. Nứt mắt ra đã lừa con trai tôi vào trong đói cưới. Hợp, mày nói cái gì đi chứ? Bà ta đang nói gì vậy? Tôi lý nhí. Con, con có thai với Khang. Bốp, bố tôi tát một cái đau điếng vào mặt tôi. Ông hét lên trong đau đớn. Hợp, tao dạy mày như thế hả? Mày bôi cho chất chấu vào mặt tao như thế hả con? Con ông cũng có tốt đẹp gì đâu. Mời bà về cho, con tôi như thế nào thì nhà tôi giải quyết. Con bà ở đâu thì tự đi mà tìm, bà về ngay cho. Con ông giấu thằng Khang nhà tôi ở đâu, bảo nó nói ra rồi tôi về." Bố quay sang tôi. "Mày có biết thằng đó ở đâu thì nói cho bà ta, như thế này còn chưa đủ nhục nhã sao hả con? Đừng có để bà ta làm om sòm ở trước cổng nữa." "Con, con thật sự không biết." "Bà đã nghe thấy rồi đấy, con tôi nó không biết con trai bà ở đâu cả. Nếu bà không về tôi buộc phải gọi dân phòng." Bà ngoan thách thức. "Được, tôi về." Con danh kia, nếu mà tao biết thằng khang ở nhà mày, tao sẽ không tha cho mày đâu. Người đàn bà đánh đá đi rồi, lúc này bố tôi mới dắt xe vào sân. Ông không buồn dựng nó ngay ngắn mà vứt luôn giữa sân. Người đàn ông tóc đã hoa dâm ngồi bệt xuống sân châm điêu thuốc lào rồi thở dài. Khuôn mặt đã hẳn sâu những nếp nhăn. Hợp, mày vác cái mặt của mày ra đây cho tao. Tôi luống cuống. Dạ, con đây ạ. À. Sao mày không học chị mày sống cho nó đàng hoàng để đỡ tao đỡ khổ? mày muốn hại chết tao đúng không hả uổng công tao và con thảo thương mày bố ơi con sai rồi con xin bố mày định tính thế nào nhà nó không cho cưới và tao cũng sẽ không bao giờ cho mày làm con dâu của bà ta đâu mai theo tao lên huyện phá thai rồi làm lại cuộc đời thôi thì con dại cái mang bố con con sẽ không bỏ đứa trẻ mày muốn bố chết mày mới vừa lòng đúng không hả con còn trẻ còn có nhiều cơ hội phía trước Bố muốn con cũng như chị Thảo học đại học để cuộc đời con về sau đỡ khổ. Tôi bướng bỉnh đáp. Con không phải là chị Thảo, bố đừng ép con sống như chị ấy, con sẽ không bỏ đứa trẻ đâu. Bố tôi điên tiết lên tát cho tôi hai cái bỏng rát vào mặt. May đúng là cái loại mất dậy mà. Tôi ôm má bỏng rát bỏ ra ngoài cầu ao khóc thút thít. Bố tôi ngồi ở hiên cầm chai rượu tu ứng ực. Tối hôm đó tôi quyết định theo Khang bỏ trốn. Hành trang mang theo là mấy bộ quần áo, Tôi đập con lợn được 500.000, gói ghém mọi thứ vào ba lô nhỏ rồi trèo tường vượt ra ngoài. Khang đã đợi sẵn ở ngoài. Tôi ngồi phía sau xe máy ôm chặt vùng thắt lưng của anh. Chiếc xe máy lao vun vút đi trong đêm tối. Tôi tựa đầu vào phía sau lưng Khang cười mãn nguyện. Tôi và Khang quyết định bỏ lên thành phố thuê một căn phòng nhỏ. Chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc với gia đình bằng cách thay số điện thoại, Zalo, gia Facebook. Giang bán con xe của anh, mua lại một con xe quay ghẻ màu trắng chỗ tiền còn lại hơn mười mấy triệu anh dùng để sắm đồ trong nhà như máy giặt tủ lạnh bếp ga đủ cả chỉ sợ tôi vất vả hai đứa tôi vì chưa có kinh nghiệm đi ở trọ lại không tiêu pha tiết kiệm cho nên ăn được nửa tháng thì đã cạn kiệt gạo cũng hết sạch sẽ chúng tôi bán lại từ cái tủ lạnh đến máy giặt để lấy tiền tiêu cuối cùng phòng chỉ còn lại cái bếp ga và con xe quay là có giá trị nhất vợ này chắc là anh phải đi làm thôi ở nhà thế này thì chết mất anh định làm gì anh xin làm chạy bán cho quán cơm lỡ anh làm không được thì sao thì vì vợ mà cố gắng tôi bầu hơn 3 tháng liền cảm thấy chán ăn thứ gì cũng muốn nôn nhưng thấy khang đi làm cực nhọc thì tôi chẳng dám kêu ca hàng ngày ở nhà tôi cố gắng làm việc nhà chợ búa để anh yên tâm về mình mấy hôm nay trời mưa lớn căn phòng chở trứng rột đúng chỗ giường ngủ Khang một mực tranh nằm ở chỗ đó, sáng ngủ dậy quần áo anh ướt như tắm. Anh cuộn tròn co do nằm một góc như một con mèo nhỏ, khiến tôi nhìn anh mà cảm thấy đau lòng, chỉ muốn thay Khang nằm vào chỗ rột. Tôi cười buồn hỏi anh, anh có hối hận không? Đang làm công tử mà lại vì em là một thằng cu ly. Chỉ sợ là em khổ thôi, anh là đàn ông thì thế nào chả được. Tôi lắc đầu, không sao, miễn được bên anh. Mùa đông đến tôi thấm thoát cũng đã bầu năm tháng, bụng tôi bắt đầu to ra. Tiền lương khang đi làm cả hai phải tiết kiệm lắm mới đủ tiêu cả tháng. Con xe quê ghẻ cũng bị cho vào tiệm cầm đồ. Đổi lại khang đi làm bằng chiếc xe đạp cào cào màu xanh. Chúng tôi cũng chẳng có tiền mua đệm đành lót cái chân mỏng cũ dích xuống chiếu cho bớt cái lạnh. Khang ôm tôi vào lòng. Sau này anh có tiền anh mua cho vợ cái đệm mới thật dày. Vợ sẽ không lạnh nữa. À, còn cả chân mới nữa. Tôi nếp sát vào ngực anh, đặt tay lên vai anh siết chặt tôi thấy thương cho anh. Không ngờ người kia lại vì tôi mà sống cuộc sống này. Đến cái khát vọng cũng thật nhỏ nhoi bình dị. Tôi bầu đến tháng thứ sáu thì mẹ Khang lần được lên xóm trọ tìm chúng tôi. Khang đi vắng chỉ có mình tôi ở phòng. Tôi đang ngồi nhặt mớ rau muống ở trước hiên xóm trọ. Nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng gọi cửa. Tôi định đứng lên mở cửa thì con bé phòng đầu tiên đã mau miệng. Thôi, chị Hợp cứ nhặt rau đi, để em ra mở cổng cho không bụng to đi lại không tiện con bé ra mở cổng nó lễ phép hỏi bác ơi bác tìm ai ạ à? à bác tìm thằng khang nhà bác nghe bảo là nó trọ ở đây tôi nghe giọng nói quen thuộc liền ngừng mặt lên nhìn là bà ngoan mẹ của khang tôi chỉ muốn nhanh chân chạy trốn vào phòng đóng cửa lại nhưng không kịp nữa mẹ khang đã tiến lại gần tôi người tôi theo quán tính mà co rúm lại bà ngoan đặt tay lên vai con và thằng khang cũng to gan thật có gì thì từ từ nói sao lại dắt nhau bỏ đi thế này con có biết là bác lo lắm hay không tôi trong lòng thầm mắng rõ ràng là bà ép khang bỏ đi bà đến nhà tôi chửi rủa lăng nhục bố con tôi chẳng ra gì sao lại đổ lỗi cho tôi được tôi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh bác tìm anh khang thì đợi một lát tối anh ấy về cháu cũng không dụ dỗ anh ấy đi mong bác đừng làm mà mỹ ở đây bác lên đón hai đứa về bác xin bố cho hai đứa làm đám cưới trước đây là bác sai cháu không tin chắc là bác lại muốn âm mưu cái gì đó cháu sẽ không theo bác về đâu bà ngoan vẻ mặt không hề thay đổi kìa con là bác thật lòng mà con không nhớ bố con sao nghe nói là ông ấy đang bị ốm nặng nằm ở trên viện tỉnh ý chị gái con xin cắt phép về cả tuần nay rồi bác nói cái gì bố cháu bị làm sao bác cũng không rõ nữa nếu mà con muốn thì lát bác đưa con đi thăm tôi lúc này trong lòng cực kỳ đau đớn có lẽ tại đứa con gái bất hiếu như tôi mà bố mới đổ bệnh. Bà ngoan dường như nắm được tâm lý của tôi. Bà nắm nhẹ bàn tay tôi thủ thỉ như mẹ nói chuyện với con gái. Đợi Khang về rồi bác đưa hai đứa đi thăm bố con. Cũng trả phòng đi mà về dưới quê. Nhà cửa có không ở, chui rúc ở cái phòng trọ này làm gì cho nó khổ. Tôi lúc đó chỉ mới 16 tuổi nên ngây ngô nghĩ rằng bà ngoan là thật lòng muốn tôi và Khang trở về. Lại cũng vì tâm lý bố tôi ốm mà không nghĩ ngợi nhiều, Lập tức vào nhà thu dọn quần áo, chỉ mong Khang nhanh nhanh đi làm về để còn trở về nhà. 6 giờ tối Khang trở về, anh thấy bà ngoan ngồi trong nhà nét mặt liền không vui. Mẹ đến đây làm gì nữa, con đã nói là con không về là không về, mẹ đừng có làm phiền con và hợp nữa có được không? Khang, mày định để cái hộp nó sinh con ở đây sao? Mày xem đây có giống cái nhà không? Đến cái giường tử tế cũng không có. Mẹ hứa mẹ cho mày và cái hộp lấy nhau. Về đi con, bố mẹ chỉ có mình mày thôi không lo cho mày thì lo cho ai con tự lo cho vợ con được không cần mẹ bận tâm anh đừng nói với bác như vậy cũng không thể ở mãi đây được bố em bị ốm đang nằm ở viện tỉnh em không muốn ông phải bận tâm thêm vì mấy chuyện này nữa biết đâu em trở về bố sẽ tốt hơn anh đưa vợ đi thăm bố không cần phiền mẹ anh làm gì bà ấy bận lắm làm gì có thời gian khang con là con của mẹ sao lại ăn nói với mẹ như vậy trước mặt hợp tại sao con lại không hiểu mẹ Mẹ có làm gì thì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chính vì quá hiểu mẹ cho nên con mới sợ. Anh nghe bác, dù sao bác cũng là người sinh ra anh. Trước đây có lẽ là do em không tốt để bác hiểu lầm. Anh chẳng phải vẫn nói với em, chỉ mong hai bên gia đình chấp nhận chúng ta hay sao. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, lần nãy anh phải theo em. Khang còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi đành miễn cưỡng và nhà dọn đồ, Bà ngoan ở bên ngoài khẽ nhếch môi lên cười thỏa mãn. Tôi bảo với bác chủ nhà không còn ở trọ nữa. Mọi người cùng bác ra tận cổng tiễn chúng tôi. Trước khi đi còn nhất quyết rúi vào tay tôi 700.000 tiền nhà hôm qua tôi vừa đóng nhưng chưa kịp ở. Bà ngoan cứ bắt tôi và Khang đi ăn tối rồi mới được vào thăm bố tôi. Bà dẫn chúng tôi đến một nhà hàng hải sản ở cầu Đông Hương. Bà bảo phải tầm bổ cho cháu nội. Khang bảo tôi chọn món nhưng nói thật tôi chưa vào nhà hàng bao giờ. Cứ lớn nga lớ ngớ lật qua lật lại menu khang cười hì hì thôi vợ đánh chọn cho cho tôi tôm hùm bỏ lò nướng phô mai hào nướng mỡ hành ghệ hấp xả nữa khang quay sang hỏi vợ muốn ăn gì thêm không gọi đi tôi lắc đầu em không tôi thấy bà ngoan có vẻ khó chịu cũng cố lấy lòng bác muốn ăn gì thêm không ạ à? thôi bác ăn gì cũng được cũng may là còn con như đến bác không giống như thằng khang vô tâm đến thế là cùng Khang gãi đầu, con quên mất mà mẹ cũng thích mấy món này con gì. Đồ ăn dọn ra, tôi từ bé chưa được ăn hải sản bao giờ nên cũng luống cuống chân tay chẳng biết ăn kiểu gì, nên cứ dĩa ngô chiên cắm cúi ăn. Khang thấy vậy bèn tự tay bóc đồ rồi hướng dẫn tôi ăn như thế nào cho đúng. Thì thoảng trêu tôi lại cố ý đút tận miệng cho vợ. Tôi hồn nhiên cứ như vậy ăn uống vô tư, cũng chẳng để ý thấy nét mặt bà ngoan. Ăn xong bà ngoan đưa tôi và Khang lên viện tỉnh thăm bố tôi, bà ngoan đưa tôi và khang lên tận phòng bệnh bố tôi ở khoa hồi sức cấp cứu khang ngạc nhiên hỏi mẹ sao mẹ lại biết ông hoàn à quên bố vợ của con ở đây thế mẹ mày cái gì mà không biết quan tâm thông gia không được sao hai đứa mày vào đi mẹ đứng ở dưới kia đợi sao mẹ không vào chào bố vợ con một câu bà ngoan nói bố cái hợp chắc còn giận mẹ thôi để khi khác mẹ vào khang gật đầu vâng cũng phải ạ à? Tôi và Khang vào phòng 302 nơi bố tôi đang nằm. Tôi thấy bố nằm trên giường, trên tay ông là một ống dẫn truyền, có lẽ là ông đang truyền thuốc bổ hoặc nước biển gì đó. Bố tôi gầy đi nhiều, râu ria mọc lởm chởm không buồn cạo. Tôi bất giác bật khóc, Khang nắm chặt tay tôi và thì thầm, "Có anh rồi, vợ đừng khóc nữa." Bố tôi mở mắt ra nhìn thấy tôi, nét mặt ông trở nên giận dữ cực độ, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ. Ông chỉ tay vào mặt tôi và quát lên, Mày cút đi cho tao, tao không có cái loại con gái như mày, cút. Mọi người trong phòng bệnh nhìn tôi ái ngại không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không để ý đến ai liền quỳ xuống. Bố ơi, con xin bố, bố tha lỗi cho con, bố đừng đuổi con đi. Khang thấy tôi quỳ cũng quỳ xuống theo. Bác ơi, xin bác tha thứ cho hợp, con sẽ đối xử tốt với hợp. Bố mẹ con cũng đồng ý cho con vào hợp. Nó không phải là con tao. Chúng mày muốn đi đâu làm gì thì kệ chúng mày con kia đừng có gọi tao là bố nữa. Tao chỉ có một đứa con gái tên là Thảo thôi. Nói rồi ông kích động ho lên dữ dội. Ông ôm ngực vẻ mặt rất đau đớn. Bố, bố không sao chứ hả bố? Con xin bố. Tôi muốn đứng lên và chạy ra đỡ bố, nhưng ông không cho tôi cơ hội. Ông chậm rãi nói từng chữ. Tao cấm mày lại gần tao, nếu không tao chết cho mày xem. Mọi người trong phòng chỉ trỏ thì thầm nói gì đó tôi không nghe rõ. Chỉ thấy trong lòng tôi rất đau, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống nhưng cũng không dám nhúc nhích tiến lại gần bố chỉ biết quỳ tại chỗ đôi mắt vẫn không rời ông nửa giây lúc này chị thảo đi mua cháu về thấy tôi đang quỳ ở dưới đất bố thì liên tục đấm ngực chị chạy vào hốt hoảng bố ơi bố làm sao thế này bác sĩ ơi bố không sao mày đuổi nó đi cho tao tao không muốn nhìn thấy nó chị thảo đau khổ nhìn tôi hợp đi ra ngoài đi lát nữa nói chuyện với chị em đừng có làm bố giận nữa Bố bị thế này em còn chưa hài lòng hay sao? Cậu nữa cũng đi ra ngay cho tôi." Khang đứng dậy đỡ tôi ra ngoài, tôi đi theo Khang như một kẻ vô hồn, ngoảnh đầu quay lại thấy chị Thảo đang ôm bố khóc. Khang đỡ tôi ra ghế ngồi, vì bụng to lại phải quỳ lâu nên hai đầu gối tôi tê cứng lại, tôi nhăn mặt nhưng cũng chẳng dám kêu. "Vợ đừng buồn, rồi bố sẽ tha thứ cho chúng mình thôi. Anh thương vợ lắm, nếu mà một ngày vợ không còn người thân ở bên cạnh, vợ hãy nhớ vẫn còn có anh tôi cười chua chát bây giờ em cũng làm gì còn có gia đình nữa đâu anh không thấy bố nói không có loại con như em sao thôi vợ đừng nghĩ nhiều nữa bố trong cơn tức giận nên nói vậy thôi chứ bố vẫn thương vợ lắm anh đưa vợ về mai lại lên thăm bố nhé mình mà khóc nhiều con trai của anh cũng khóc theo đấy em còn phải đợi chị thảo nữa nhỡ nhỡ chị không ra thì sao tôi lắc đầu chị nhất định sẽ ra nếu chị thảo không ra gặp em em sẽ không về khang kiên nhẫn cùng tôi đợi chị thảo con người của tôi bướng bỉnh như thế nào anh cũng quá hiểu trong phòng bệnh ông hoàn không ngừng ho dữ dội mọi người xung quanh tò mò tiến lại hỏi con bé là con gái của ông hả sao mặt nó non trẹt thế mà đã có thai rồi nhà kia không cho cưới sao nó bỏ nhà đi hả thảo gắt lên ơ ờ, hay mấy cái bác này chuyện gia đình của tôi liên quan gì đến mấy bác thảo không được hỗn con biết rồi thôi con ra ngoài có tí việc bố đợi con con về ngay đấy thảo này sao thế hả bố mà thôi con đi đi vâng ạ thảo ra xem con hợp nó thế nào bảo nó về đi kẻo lạnh mai cũng không phải lên thăm bố làm gì nhớ dặn nó phải giữ gìn sức khỏe có bầu khóc nhiều không tốt đâu thảo khó hiểu lắc đầu bố rõ ràng rất lo cho bé hợp thì tại sao lại phải giận dữ với nó như thế làm gì Thảo chậm rãi bước ra ngoài cửa, tiến về phía cuối hành lang. Tôi lúc này dựa đầu vào vai Khang, thoáng thấy bóng chị Thảo tôi vội vã lau nước mắt, tự ngồi né xa Khang một chút. Chị Thảo, bố sao rồi? Chưa bị mày chọc cho tức chết là may rồi. Từ ngày mày bỏ đi, bố vì lo cho mày mà suốt ngày uống rượu, đến nỗi ngộ độc rượu phải vào cấp cứu đấy. Em xin lỗi, em sai rồi. Mày xin lỗi tao làm gì? Người mày có lỗi là bố kia kìa. Bố bảo về đi kẻo lạnh, Mai cũng không phải đến làm gì đâu. Vậy là bố không tha thứ cho em? Mày nói nhiều quá rồi đấy. Chìa khóa nhà đây tí về tự mở. Từ từ rồi ta nói chuyện với bố. Cảm ơn chị vợ, cũng may mà có chị. Ai là chị vợ của cậu? Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Đưa em gái tôi về hộ. Khang gật đầu, tuân lệnh chị vợ. Chị Thảo không nói gì đi thẳng. Trong lòng có chút không yên tâm về Khang. Thằng bé này ăn nói dẻo mỏ, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cả thảo bước vào phòng bệnh bố đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ chị thảo làm bộ vẻ mặt nghiêm trọng bé hợp bị bố đuổi khóc nhiều quá mà ngất xỉu đang nằm trong phòng cấp cứu ấy ạ à? hợp sao rồi sao lại ra nung nỗi này con cũng không biết thế nào mà sao con lại bỏ nó một mình con đưa bố qua xem em con thế nào từ nhỏ nó đã sợ máu sợ tiêm rồi bố bố không giận cái hợp nữa hả bố giờ này thì còn giận cái gì mau đưa bố qua chị thảo bật cười bố lo cho cái hợp như thế mà sao lại giả vờ nhẫn tâm với nó trong lòng bố lúc nào trả thương cái hợp hơn con con lại không hiểu bố nghĩ gì sao con bé này sao lại lừa tao không lừa bố sao bố tha thứ cho nó được mai con bảo nó với thằng nhóc kia lên chơi với bố nhé hai hôm nữa con phải về trường rồi tùy mày tôi theo khang lên xe của mẹ anh khang liên tục trêu đùa nhưng tôi chẳng thể nào nở một nụ cười chỉ khi có tin nhắn của chị Mai mày với thằng nhóc kia lên thăm bố Tôi mới khẽ cong môi lên cười Lát anh về nhà vợ Ngủ với vợ nhé Anh điên à Nếu không thì vợ về nhà anh Giường của anh cũng rộng lắm Tôi đang bị chuyện của bố làm cho muộn phiền Lại vì mang thai mà dễ nổi cáu Tôi điên tiết cắt lên Sao anh phiền thế nhỉ Anh để tôi yên một chút có được hay không Khang lý nhí Anh xin lỗi vợ đừng cáu Bà ngoan lúc này đang lái xe Bỗng dừng lại phanh rúi rụi tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào ghế lái khang hốt hoảng nắm tay vợ không sao chứ hả khang quay sang nhìn bà ngoan giọng đầy trách móc mẹ mẹ đi xe cái kiểu gì thế vợ con đang có thai đấy mẹ có chút không xử lý được tình huống hai đứa không sao là tốt rồi anh sao anh lại trách bác vô lý như thế em không sao cả lần sau anh đừng cư xử với bác như vậy con nó sẽ học theo anh biết rồi anh xin lỗi vợ nhé Bà ngoan không nói gì nữa mà tiếp tục im lặng lái xe. Tôi quyết định trở về nhà, không biết bố có cho tôi ở ngôi nhà này nữa không nhưng thật sự tôi rất nhớ nhà, nơi tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm qua. Tôi mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi so với lúc tôi ra đi. Bàn học của tôi sách vở vẫn xếp gọn gàng ngay ngắn. Trên tường những tờ giấy khen của trường của huyện tặng tôi và chị Thảo vẫn ở đó, bố tôi rất tự hào về hai đứa con gái tôi thở dài có lẽ chẳng còn cơ hội để thêm một lần nữa thấy nụ cười mãn nguyện của bố như lúc chị thảo đỗ học viện cảnh sát nữa khang trở về nhà ông long đang ngồi trên ghế tay mân mê cái vòng đá trên tay từ bé bố anh đi tù nên tình cảm với bố cũng không nhiều khang chào bố rồi định chuồn nhanh lên nhà khang mày đứng lại cho bố ngồi xuống bố nói chuyện bố muốn nói gì ạ? À? con mệt lắm rồi muốn bàn chuyện đám cưới của mày với con bé kia khang sung sướng thật không hả bố? Tao là bố mày không lẽ tao đùa? Bố mẹ tính thế nào? Ông Long vừa định nói, bà ngoan bước vào cắt ngang. Tạm thời có đón nó về đây ở, bao giờ nó sinh xong thì cưới, mà không cưới thì sau này cưới cũng được. Bà nói thế sao mà nghe được, con người ta chứ có phải cục đá vứt ngoài đường đâu mà nhặt về. Bố nói đúng, mà sao mẹ lại thay đổi thái độ nhanh thế? Rõ ràng lúc nãy mẹ bảo Ơ, hai bố con nhà này, tôi nói gì sai sao hả? vẫn để nó về nhà mình mà tôi có bảo không cưới xin đâu cưới sau không cho con cưới hợp con lại bỏ đi cho mẹ xem thằng này chẳng giống tao được cái gì mày sắp làm bố trẻ con rồi mà vẫn giữ cái tính con nít động cái là bỏ nhà đi tao bằng tuổi mày đã tự đi làm kiếm tiền rồi đấy con nói rồi thế nào con cũng phải cưới hỏi vợ con cho đàng hoàng mày ra điều kiện với ai ai nuôi mày lớn bằng từng này hả mở mồm ra là vợ con vợ con mẹ mày sinh ra mày mà một góc cũng không bằng nó thôi lên phòng đi con bố mẹ nói chuyện riêng khang chỉ được có thế chuồn nhanh lên phòng để nhắn tin cho vợ dưới nhà bố nó và mẹ nó cãi nhau một trận ông long lên tiếng trước tôi thấy bà làm như vậy là không nên đâu dù sao cũng là phận đàn bà sao lại không cưới xin gì nhà người ta chưa chắc đã nghe đâu không nghe thì làm gì để nó ở nhà mà thờ à tôi rước nó đi cho là may lắm rồi tốt nhất là cứ im lặng mà đưa con hợp về sau này hai đứa nó bỏ nhau thằng khang muốn lấy vợ khác sẽ không ảnh hưởng không vì thằng khang tôi cũng đã không nhận nhịn đón con danh kia về bà đừng có bạn nói linh tinh thằng khang nghe được thì nó lại buồn dù sao cả đời chỉ có một lần nhà mình cũng có phải túng thiếu gì cho cam ai bảo ông là một lần nói thế nào tôi cũng không ưng con bé kia tùy bà thôi bà muốn làm thế nào thì làm thằng khang bỏ đi bà khóc lên khóc xuống giờ nó về nhà bà lại gây chuyện bố con ông xem thưởng tôi quá rồi đấy vì một con danh con mà cả cái nhà này loạn cả lên chẳng ra làm sao cả việc này chẳng phải do bà mà ra sao nói rồi ông đi ra sân lấy con sh màu đen đang dựng ở đó đi mất hút ra tiệm cầm đồ ở nhà cãi nhau với bà ngoan lại đâm bực ra đó ngủ cho qua một ngày tôi đang ngồi nghĩ ngợi miên man thì tin nhắn reo lên là khang nhắn tin tôi cũng đang tính lát gọi cho khang mai hai đứa lên viện tỉnh thăm bố tôi vợ có ngủ được không anh quen hơi vợ rồi nằm mãi mà không ngủ được còn nói năng lung tung em không nói chuyện nữa đâu anh xin lỗi, mà vợ này, bố mẹ anh đang bàn chuyện cưới xin đấy. Không biết vợ bụng to thế này mặc váy cưới có còn vừa không nhỉ? Không đùa nữa, chị Thảo bảo mai vào viện thăm bố, bố muốn gặp anh. Biết ngay là kiểu gì bố trả đồng ý, làm gì có thằng con rể nào vừa đẹp trai lại vừa có trách nhiệm như anh đâu vợ nhỉ? Mai có cần ăn mặc đẹp không hả vợ? Muốn làm thế nào chả được, lắm chuyện. Thôi ngủ đi, mai còn đi lên thành phố nữa. Ok vợ, mai anh qua đón vợ đi. Chúc vợ và con yêu của bố ngủ ngon. Ngủ đi. Ôn lắm rồi đấy. Sáng hôm sau Khang nằng nặc đòi mượn xe của mẹ anh để đưa vợ lên phố. Không là không. Mày chưa có bằng cái xe cả tỷ bạc. Sao dám giao cho mày được? Năn nỉ mẹ mà. Vợ con có bầu để cô ấy đi xe bớt chen lấn mẹ không sót à? Hay là con hợp nó xúi dục mày để nó oách với con chị nó? Chưa về nhà này mà đã có thói đó rồi. Sao mẹ lại lôi hợp vào? Cô ấy có nói gì đâu là con tự muốn mà đi taxi tao cho tiền, cấm động đến cái xe. Mẹ mua năm, mà mẹ cho con một triệu nhá. Bà ngoan tức giận. Taxi gì mà một triệu, mày cứ làm như mẹ mày bốc ra tiền ấy. Chả mà không bốc ra, nhà mình thiếu gì tiền mà mẹ phải ki bo với con một triệu. Mẹ mua cho con cái áo bảy triệu kia kìa, có ai nói gì đâu. Mày làm gì mà cần một triệu? Thì con mua quà cho bố vợ, lên viện thăm bố vợ không thể tuềnh toàn được, mất vợ như chơi đấy bà ngoan muốn điên lên vì thằng con trai quý tử của bà bà đập mạnh hai tờ năm trăm ngàn xuống bàn rồi quát lên mày đúng là cái loại khôn nhà dạy chợ con với chả cái ngu hết phần thiên hạ loại mày rồi cũng rút hết ruột ra mà cho nhà vợ mày thôi thì bố làm được bao nhiêu cũng đưa hết cho mẹ còn gì tao khác con đó tuổi gì mà so với mẹ mày khang cười mẹ là nhất anh mừng quính cầm hai tờ năm trăm ngàn mới cứng vừa đi vừa huýt sáo Thật ra Khang vẫn còn gần 2 triệu nhưng vẫn cố ý xin thêm. Khang muốn đưa vợ đi lên phố mua ít đồ, sợ thiếu tiền. Tôi vừa mặc xong cái váy bầu thì đã thấy Khang ý ới ngoài cổng. Vợ ơi nhanh lên! Tôi bước ra ngoài cổng thấy Khang đi taxi thì xót ruột trách anh. Sao không đi xe máy rồi gửi ở đầu làng? Đi xe buýt lên phố có phải hơn không anh? Anh không muốn vợ anh phải chen lấn trên cái xe đó. Hồi trước chả phải đi suốt còn gì. Lúc đó là anh không có tiền mới để vợ khổ. Bây giờ anh cũng không có tiền, đó là tiền của bố mẹ anh mà. Em không muốn mang tiếng ăn bám đâu. Khang chống chế. Tiền của bố mẹ anh cũng là tiền của anh, trước sau gì trả phần anh. Lần sau đi xe buýt là được rồi. Khang gật đầu. Tùy vợ vậy. Khang với tôi vào thăm bố, anh mua hoa quả rồi thêm sữa bột. Tôi không cấm cản, trái lại còn thấy rất vui vì Khang quan tâm đến gia đình mình. Khang khệ nệ sách túi lớn túi nhỏ đi đằng sau tôi, tôi đến trước cửa phòng bốn nằm chân ngập ngừng không dám vào bố tôi liếc thấy tôi ông đằng hắng một cái tôi có rúm lại vì sợ bố mắng mày đến rồi thì mau vào đi đứng núp ở đó làm gì có phải con kiến đâu mà ta không thấy tôi lấy hết can đảm bước vào cả phòng bệnh nhìn tôi như một sinh vật lạ chắc họ vẫn tò mò về việc chiều tối hôm qua tôi vờ như không để ý đến ai và ngồi xuống gần bố khang sắp xếp đồ gọn gàng rồi quay sang lễ phép chào bố tôi dạ con chào bác bác có mệt lắm không ạ? À? con chẳng biết là bác thích gì nên chỉ mua một chút hoa quả thôi ạ. À? lần sau đến không là được rồi. cậu là khang à? dạ vâng, con là khang. hôm nay con mới dám đến đây để gặp bác. thật là xin lỗi bác ạ. À. cậu ngồi đi. hợp ra rót cho bố hai cốc nước lọc. chị thảo đang đi mua khăn ướt về ngay đấy. vâng, giờ con đi lấy ạ. À? cậu định tính thế nào? con sẽ cưới hợp đàng hoàng và chăm sóc cô ấy chu đáo. mong bác tác hợp cho con ạ. À? chuyện đến nước này còn biết làm thế nào được nữa thôi thì con cái đặt đâu cho mẹ ngồi đấy ý của bố mẹ cậu thế nào đợi bác khỏe bố mẹ con qua thưa chuyện ạ à? cũng chỉ cần nhà cậu có lời đón con bé về bụng nó cũng to rồi không cần làm thủ tục gì lằng nhằng đâu làm vài mâm cơm là được rồi chị thảo đi mua khăn ướt về nghe được một phần câu chuyện của bố và khang chị không vui ra mặt bố nói thế là con không đồng ý đâu thời nay chửa trước mới cưới cũng không hiếm Cả đời chỉ có một lần không thể để cái hộp nó thiệt thòi. Nhà cậu mà không lễ lạc đầy đủ thì đừng có mong lấy em gái tôi. Thảo này, chuyện đến nước này mình cũng nên... Bố, thời nào rồi mà bố còn cổ hủ? Cậu kia, nếu bố mẹ cậu và cậu không làm thủ tục đầy đủ thì nhà tôi sẽ không đồng ý gả bé hợp đâu. Em nói bố mẹ em rồi. Bố mẹ em nói là đợi bác khỏe rồi chọn ngày sang thư chuyện. Chị cứ yên tâm. Bữa kia tôi phải lên trường, chỉ cắt phép được 10 ngày thôi hôm nay bố tôi sẽ xuất viện nếu cậu không phiền thì giúp tôi dọn đồ tôi chen vào em cũng muốn giúp mày bầu bì thì nghỉ ngơi đi để nó làm được rồi khang tiếc rẻ vụ đưa vợ đi vincom mua sắm nhưng cũng chẳng dám làm phật ý chị vợ anh ngoan ngoãn làm việc đành chặt lưỡi thôi để hôm khác đi vậy bố tôi xuất viện về chị thảo lại bận lên trường khang suốt ngày qua nhà tôi dọn dẹp bố tôi cũng dần dần thay đổi thái độ không khách sáo giống như trước nữa Tôi thì khác, chỉ mới đến nhà Khang một lần, bố anh thì rất tốt, mẹ thì tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho phải. Nghe Khang nói mẹ anh đi xem bói, tuần sau sẽ là ngày đẹp để sang thư chuyện, tôi vừa mừng vừa lo, còn bố tôi thì khỏi phải bàn, ông lo lắng từng tí một, thuê người quét sơn làm lại hàng rào, mua bàn ghế mới, cái gì không ổn là đầu tư làm lại ngay kẻo mất mặt với nhà trai. 12 tháng 10 gia đình Khang sang nhà xin dạm ngõ. Nhà Khang đi 12 xe ô tô đậu dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ ngạc nhiên. Chỉ là dạng ngõ thôi có cần cầu kỳ thế không? Con bé này lại vớ bở, chuột xa chĩnh gạo rồi. Nhà tôi chỉ mời bác cả, trưởng họ và hai chú em bố tôi mà thôi. Gia đình Khang đến đông nên chẳng kịp chuẩn bị. Cả gia đình tôi cứ luống ca luống cuống. Sau cùng sắp xếp bề trên vào nhà uống nước bàn chuyện. Còn lại thì đều ra sân hết. Khang mặc cái áo sơ mi trắng chạy lăng xăng. Khuôn mặt hớn hở như trẻ con được quà khiến tôi phải bật cười. Người kia rõ ràng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Tôi bụng bầu khệ nệ vẫn cùng Khang ở trong nhà rót nước mời chầu hai họ. Ở trong nhà lúc này, bố tôi tay chân run lên, khuôn mặt hết sức căng thẳng. Ông phát biểu câu được câu trăng. Tính bố tôi là vậy cũng chỉ là một người nông dân quanh năm chỉ biết ruộng vườn, ăn nói cũng chẳng hoạt ngôn. Chẳng bù cho bố mẹ Khang nói câu nào gãy gọn câu đó mà cũng chẳng mất lòng ai hai họ cuối cùng vẫn là quyết định tổ chức đơn giản. Với tình hình này của tôi có lẽ cũng bỏ qua vụ mặc váy cưới và chụp ảnh cưới. Bác cả tôi phát biểu giữa hai họ, tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in từng lời bác nói, cho đến mãi về sau khi nghĩ lại vẫn còn rất đau. Tôi là anh trai của bố cây hợp, nhẽ ra bình thường cũng phải đầy đủ các quy trình, nhưng cháu gái tôi lỡ dại cho nên đời nó khổ. Cả đời chỉ có một lần lên xe hoa, váy cô dâu cũng chẳng được mặc. Lễ lạc lại sơ sài không như người ta được. Em trai tôi lẽ ra phải nắm tay cháu giao tận nơi cho ông bà mới đúng đạo lễ. Nhưng mà chuyện đã ra nước này, thôi thì con dại cái mang cũng không oán trách được ai cả. Cháu hợp còn nhỏ, vụng dại không biết gì. Chỉ mong ông bà thương yêu đối với dâu như con. Bác cũng mong hợp đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ để gia đình hài hòa yên ấm. Tôi cứ gằm mặt xuống lý nhí gật đầu. Thực sự là tôi rất thương bố, có lẽ vì tôi mà bố phải khổ phải nhục không dám ngẩng đầu lên nữa tôi thương cho cả chính bản thân mình thiệt thò nhiều so với người ta khang thấy tôi khóc liền lấy tay anh nắm chặt tay tôi và thì thầm anh sẽ đối tốt với em cả đời để bù đắp những đắng cay mà em phải chịu đựng tôi không đáp mà chỉ im lặng siết chặt tay khang hơn bố khang chạy lại bắt tay bác cả nhà tôi cảm ơn anh anh cứ yên tâm gia đình chúng tôi sẽ đối tốt với cháu hợp gia đình ta cũng đừng lo lắng Nghĩ cũng tội cho bố tôi, nhà trai về rồi lại ngồi phân trần với họ hàng. Họ đi đông quá, lại không kịp chuẩn bị gì trước. Không biết họ có trách móc gì không? Bác cả xua tay. Mình không trách họ thì thôi, ăn hỏi chứ cái gì mà kéo người xuống lắm thế. Tôi nhìn thấy mấy thằng giam chỗ kia là đã không thích rồi. Anh đừng nói vậy, mình sơ suất cái gì thì chỉ khổ con hợp nhà mình thôi. Mới tí tuổi đầu đã làm mẹ rồi. Ở với em, em đánh nó một, em đau gấp 10 lần. Nhưng mà người ta nói động nó một câu em không chịu được. Thôi chú nghỉ ngơi đi, cũng đừng nghĩ nhiều. Nhìn chú đi, trận ốm vừa rồi lại thêm vụ con hợp nữa, người không ra người nữa rồi. Tôi đứng ở trong buồng hai tay nắm chặt vào nhau đứng im lặng ngây ngốc, có lẽ cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp Khang, chỉ là gặp sai thời điểm. Tôi nhớ lại ngày xưa bố tôi đã từng nói, nuôi con nhỏ chỉ mong con lớn để đỡ đần cho mình, khi lớn rồi lại chỉ muốn nó nhỏ mãi để mình đi làm nuôi nó như bây giờ. Con gái lấy chồng rồi là con người ta, chỉ sợ sau này nó khổ. Nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ thế rơi xuống, con lại làm bố khổ một đời rồi. Tôi bụng bầu đã to hẳn nên không được chụp ảnh cưới, đành phải ghép ảnh, nhìn cũng hơi ảo một chút, tôi cảm thấy bình thường không sao cả, vẫn còn trẻ, sau này có cơ hội sẽ chụp lại cái khác lung linh hơn, nhưng Khang thì luôn than vãn tiếc rẻ. Giá mà vợ không bầu bì thì có phải tốt hơn không? Anh đưa vợ đi Đà Lạt chụp ảnh dã ngoại cứ phải là đẹp mê ly ra Anh chỉ muốn vợ là người hạnh phúc nhất trên đời thôi. Em chẳng ham, không muốn cả ngày dùng tiền của bố mẹ anh. Bao giờ anh kiếm được tiền thì đưa em đi sau. Vợ lúc nào cũng tiền không phải là của anh. Phát mệt. Khang đăng bài lên Facebook đại khái thông báo là lấy vợ. 15 phút sau mọi người lao vào bình luận chúc mừng kẻ 3 tháng không lên Facebook. Hôm nay bỗng đăng bài thông báo hỉ, lại còn táp cả tên cô dâu vào. Đại ca lấy vợ Sao không úp ảnh cưới Nhưng mà cô dâu xinh nhỉ Sao lại lấy vợ sớm thế Lại còn thêm cả cái ai cổng phẫn nộ của Vân nữa Tôi cười lạnh Không chấp với kẻ thua cuộc Đám cưới cuối cùng cũng đã diễn ra Chị Thảo được cắt phép về hai ngày Chị nhất định bắt Khang phải đặt riêng cho em gái Một cái váy cưới cho người bầu Chứ quyết không để em gái thiệt thòi Chị đe dọa Mày không đặt được để tao tự đặt cho lấy được em gái tao đã là phúc lớn với mày rồi có cái váy mà cũng không kiếm được nổi à tôi túm tay áo chị thảo ra ý bảo thôi vì thật sự là bụng tôi cũng quá to rồi mặc với không mặc thì giống nhau cả thôi chứ đẹp với ai một nguyên nhân quan trọng nữa là khang không có tiền mọi chuyện đều phải thông qua mẹ anh mà bà ngoan bây giờ có đối tốt với tôi đi chăng nữa thì cũng chỉ là mẹ chồng yêu sách quá sợ bà lại nghĩ này nghĩ kia chị thảo lườm tao nói không đúng hả Mày cũng xinh đẹp con nhà gia giáo đàng hoàng, chứ có phải ba cái loại cầu bơ cầu bất đâu mà phải nhún nhường. Mày rồi cũng đến khổ suốt đời thôi. Khang vì sợ chị Thảo mà ngoan ngoãn về lên phố tìm váy gấp. Nhưng lần này anh khôn ra không nói với mẹ mà xin tiền bố. Cũng may là ông Long dễ tính nên đồng ý ngay. Sau một buổi chiều lục lọi khắp cả thành phố thì cũng tìm cho tôi được một cái váy cưới mà theo Khang nhận xét là đẹp trên cả tuyệt vời. Tôi mặc cái váy trắng mút ngắm mình trước gương cũng thấy mình xinh xắn ra phết. "Chị Thảo bĩu môi. Đúng là tình yêu, chàng mua cho cái gì thì cũng vừa mắt, riêng tao thấy cái váy này chả có tí thẩm mỹ gì cả." "Chị cứ thử yêu đi rồi biết." "Tao á? Sau này ra trường xin được việc đàng hoàng tử tế, ít nhất cũng phải là cảnh sát hình sự hoặc là cảnh sát đặc nhiệm, lấy một anh chồng cùng nghề thì càng tốt." Tôi nghe chị Thảo nói trong lòng lại có chút tủi thân. Chị lúc nào cũng có tham vọng bay cao bay xa, còn tôi tí tuổi lại phải đâm đầu đi lấy chồng, trong khi bạn bè vẫn ngày ngày cắp sách đến trường. Chị Thảo biết là lỡ lời nên ôm tôi vào lòng mắng yêu. Mỗi người một số phận, đầy người lấy chồng sớm vẫn sướng ấy chứ. Hồ Ngọc Hà cũng 16 tuổi lấy chồng đấy thôi. Nhưng mà cô ấy cũng bỏ chồng mà. Sao tôi không biết nhỉ? Nhỡ mồm. Tôi cười. Thôi bỏ đi, em cũng không phải Hồ Ngọc Hà. Tôi chẳng muốn mời bạn bè nào cả, vì lấy chồng sớm cũng chẳng vẻ vang gì. Chỉ hồn nhiên nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm, người mà tôi luôn yêu quý. Cô ơi, ngày mai con lấy chồng, cô đến xem con mặc áo cưới có đẹp không nhé. Con chẳng mời ai mà cũng chẳng có mẹ, chỉ mong cô đến dự cùng con. Cô chủ nhiệm nhắn lại. Hợp à, chuyện của con cô cũng nghe Thảo kể lại, cô gọi mãi cho con mà chẳng được. Con đi trốn cùng Khang. Sao con lại khờ vậy? Cô luôn nghĩ sau này với lực học của con, con sẽ thi đại học vào một trường gì đó rất vẻ vang, bố con sẽ rất tự hào vì hai cô con gái xinh đẹp giỏi giang đấy. Con xin lỗi vì đã phụ lòng mong đợi của cô. Mai cô sẽ đến đúng không ạ? Ừ, ngày mai cô sẽ đến. Tôi sở dĩ mời cô vì cô không chỉ đơn giản là cô chủ nhiệm mà cô còn là một người rất thân với gia đình tôi. Chị Thảo có ngày hôm nay cũng là nhờ cô. Tôi cả đêm chẳng ngủ được, cảm giác của tôi lúc đó rất buồn. Chỉ nghĩ đến việc làm dâu nhà người, rời xa bố, rời xa chị Thảo là tôi lại muốn khóc. Tôi thật sự không muốn lấy chồng nữa. Nửa đêm tôi đói bụng nên xuống bếp kiếm gì đó ăn rồi đi qua phòng bố. Tôi thấy phòng bố vẫn sáng đèn. Chị Thảo đang ôm lấy bố khóc. Tôi nếp mình vào góc và nghe lén chuyện của hai người. Bố thương hợp lắm, chỉ sợ nó khổ. Bố hận quá những ngày tháng trước đã không đối tốt với nó thêm một chút nữa. Bố lúc nào chẳng thương chị em con. Bố một mình gà trống nuôi chị em con khôn lớn Cả đời này chúng con còn nợ bố Giá như mà bố quan tâm hơn đến em con Thì đã không xảy ra cơ sự này Cứ nghĩ đến em con là bố đứt từng đoạn ruột Bố à, bố đừng khóc nữa Hợp biết được sẽ không vui đâu Bây giờ bố ngủ một lát đi Mai còn đưa em con về nhà chồng Tôi đứng một mình ngây ngẩn ngắm ánh trăng đêm Bố cả đời hy sinh cho chị em tôi Mà đến lúc đi lấy chồng rồi Vẫn không ngừng lo lắng cho con gái Vậy mà tôi mười mấy năm qua vô tâm với bố, chưa bao giờ mua nổi cho bố một bộ quần áo. Nghĩ đến quãng thời gian sau này chị Thảo đi học xa, tôi lại về nhà chồng, một mình bố lủi thủi trong căn nhà này, chiều về lại một mình hưu quạnh bên mâm cơm đạm bạc. Tôi thật sự không thể chịu đựng được, tôi rất đau lòng. Giá như thời gian có quay trở lại. 8 giờ sáng nhà trai sang rước dâu, đoàn xe đón dâu nhà Khang đến 40 50 cái ô tô nối đuôi nhau thành một hàng dài. Bạn bè của Khang cũng đi một đoàn xe đến. Sân nhà tôi thì nhỏ nên chẳng thể chứa hết người, cuối cùng đành thất lễ để người đứng người ngồi. Hàng xóm vây quanh ngõ nhìn vào ra chiều ngưỡng mộ. Con nhà ông Hoàn đúng là tốt số, con gái cả thì thủ khoa học viện cảnh sát. Cô Út thì lấy con nhà Long Ngoan giàu nhất huyện. Phen này nhiều phúc con gái Út mà chẳng phải lo lắng đến kinh tế nữa. Khang bảnh bao trong bộ vest nam màu đen, gương mặt chú rể non trẹt như mới 15 tuổi. Thì thoảng lại quay ra nhìn đám bạn cười toe toét. Tôi lại đứng trong buồng ngó ra, chị Thảo mắng. Lát nữa mày sẽ được theo nó về, ngóng cái gì? Tôi cười buồn. Không phải, giờ em lại chả muốn lấy chồng nữa, cứ muốn ở bên bố và chị mãi thôi. Thôi đi mày, nói linh tinh quá rồi đấy, mà nhớ đừng có khóc đấy nghe chưa? Chị Thảo nói xong thì rơm rớm nước mắt, ngừng đầu lên thì đã thấy tôi khóc ngon lành từ bao giờ. Chị Thảo xa đầu tôi. Ngoan, Đừng có khóc nữa cái con ngốc này Khóc xấu lắm rồi lại trôi hết kẻ mắt bây giờ Để chị lau nước mắt cho em Ngày bé là chị luôn bảo vệ em Chỉ mong sau này chị cũng vậy Nhớ nhá Sang bên đó khổ quá thì không được chịu đựng một mình Vẫn còn bố và chị ở bên cạnh đây Tôi gật đầu cố gắng không khóc nữa Bố tôi vào nắm tay tôi ra Để làm lễ cúng gia tiên Đôi tay ông run run theo từng nhịp thở Mắt tôi nhòe đi Cảm ơn bố mười mấy năm qua vừa là cha vừa là mẹ nuôi con khôn lớn từng này. Tôi siết chặt tay bố, mím chặt môi ngăn không cho dòng nước mắt tiếp tục rơi. Tôi bước ra ngoài với cái bụng bầu lùm xùm trong bộ váy cưới cùng Khang làm lễ trước bàn gia tiên. Làm lễ xong, ông nắm tay tôi giao cho Khang. Giọng bố tôi run run xúc động. Cuộc đời bố chỉ có hai cô con gái này là tài sản quý giá nhất. Này bố gả con gái cho con, chỉ mong hai đứa cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình mong con đối xử tốt với con gái của bố bố tôi quay sang nhìn bố mẹ chồng với ánh mắt đầy tin tưởng cháu hợp nó còn nhỏ dại có gì không phải xin ông bà dạy dỗ thêm mẹ chồng tôi không nói gì chỉ nở một nụ cười gượng bác chồng tôi nhẹ nhàng đáp lại xin ông và gia đình cứ yên tâm chúng tôi sẽ đối với cháu như con đẻ khang đặt tay lên vai tôi lúc này tay tôi đã ù đi trong lòng hỗn tạp những suy nghĩ chẳng để ý đại diện nhà trai nhà gái đang phát biểu gì nữa đến lúc gia đình tôi trao quà về không có nhiều nên bố trao cho tôi một cái kiềng trên cổ chị thảo trao cho tôi và khang hai chiếc nhẫn bác cả trao nhẫn cho khang cô chủ nhiệm cũng trao cho tôi một chiếc nhẫn họ hàng thì cho phong bì tôi cố gắng không khóc và cảm ơn từng người một vô tình nhìn xuống sân khấu thấy mẹ khang bĩu môi bà bắt gặp ánh mắt của tôi liền thu hồi nét mặt có lẽ bà chê hồi môn của gia đình tôi quá ít ỏi. Xong thủ tục ở nhà gái, tôi phải theo chân khang về nhà chồng. Mẹ chồng cầm nón che cho tôi. Cũng chẳng biết bà có thật sự vui như khuôn mặt của bà hay không nữa. Nhưng ít ra cũng làm tôi bớt căng thẳng khi đi cạnh bà. Tôi ra đến cổng thì không nhịn được khóc nức nở. Quay đầu lại thấy bố tôi cũng ôm bác cả khóc. Chị Thảo và bà ngoại cũng khóc. Khang ôm lấy vai tôi thì thầm. Anh xin vợ đừng có khóc được không? anh đau lòng lắm. Tôi gật đầu bước lên chiếc xe môi trần Ferrari. Có lẽ xe này Khang đòi thuê. Có lần tôi nhớ Khang đã từng nói. Phải giúp vợ bằng con xe môi trần màu đỏ mấy chục tỷ mới xứng đáng với vẻ đẹp của vợ. Đi trước dẫn đường là đoàn xe máy EX của bạn Khang. Pháo giấy bắn tung trời. Người hai bên đường xem đám cưới đông như kiến cỏ. Họ muốn chứng kiến đám cưới nhà đại gia xem đẳng cấp đến thế nào. Tôi không nói gì chỉ im lặng ngồi khóc khang ngồi bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay tôi mẹ chồng tôi thấy tôi dấm dứt mãi liền khó chịu khóc cái gì đi lấy chồng chứ đi đâu mà khóc lấy thằng khang mà khổ thế thì lấy làm gì mẹ sao mẹ lại nói hợp như vậy trước mẹ đi lấy chồng mẹ không thương ông bà ngoại không khóc à thằng này mẹ có muốn chết hay không tôi nhẫn nhục không muốn mẹ con khang gây chuyện trên xe hoa nên nhỏ nhẹ nói con xin lỗi mẹ con không khóc nữa lúc này mẹ chồng tôi mới giãn nét mặt ra về đến nhà Khang, sân khấu hoành tráng cùng với ảnh cưới to vật vã làm tôi choáng váng. Chưa đến cổng pháo giấy đã bắn lên liên tục. Họ hàng nhà Khang ngoài dàn xe đi đón dâu, ở nhà cũng phải đến gần 30 cái xe xếp hàng dài. Nhà tôi đi gần 30 người, ngồi vẻn vẹn trên hai chiếc xe 16 chỗ. Tôi và Khang bước vào làm lễ gia tiên rồi tiến ra sân khấu lớn. Trong nhà bố tôi và họ hàng ngồi một dãy ngay ngắn. Nhìn cảnh đối lập của hai bên gia đình khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Người nhà gái giản dị bao nhiêu thì bên nhà trai sang trọng quý phái bấy nhiêu. Họ mặc hết mút nọ váy kia. Có lẽ vì không cùng đẳng cấp làm mẹ chồng tôi thấy mất mặt. Từ lúc ở nhà tôi về, bà đã không vui ra mặt. Khang trao nhẫn cưới ngọt ngào tặng tôi bài hát Làm vợ anh nhé. Lúc đó thì tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian. Đâu có ngờ rằng đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủ nhất thời kia là một bi kịch của cuộc đời. Nhà Khang trao quả cưới, không biết là vô tình hay cố ý mà anh em họ hàng và ngay cả mẹ chồng tôi cũng trao hết cho chú rể. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Sao lại mắc vào cái hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này? Khang thì cứ vô tư hồn nhiên hỏi tôi món nọ món kia có đẹp không? Không để ý đến cảm giác của tôi lúc này. Vừa tức giận, vừa chạnh lòng, lại vừa tủi thân nữa. Tôi lén nhìn vào trong nhà, bố tôi đang lau nước mắt. Có lẽ ông giận mình quá nghèo và cũng thương xót cho trình số phận của đứa con gái nhỏ. Nhưng bi kịch lại chưa dừng lại ở đó. Đến màn bạn bè lên trao quà cho cô dâu chú rể, chủ yếu là phong bì và cũng có một vài món quà khác nữa. Vân chẳng biết hay vô tình cố ý lên tặng cho Khang hẳn một chiếc nhẫn. Tôi nhìn thế nào thì lại na ná cái nhẫn cưới. Khang nhận quà xong lén nhìn nét mặt tôi, chắc anh cũng nhận ra vẻ bất thường của món quà. Tôi khẽ nhích môi lên cười có như không ra chiều chị đây không thèm ghen, mày tặng chồng bà thì cũng là của bà vân trao nhẫn cho khang xong đứng cạnh tôi để chụp ảnh cô ta thì thầm vào tai môi chồng em rất ngọt lúc này tôi muốn điên lên có lẽ nếu không phải là đám cưới của tôi tôi sẽ xé xác cô ta ra mất tôi gằn giọng cái loại trơ trẽn khang quay sang nhìn tôi lừa một cái vân có vẻ xấu hổ quá nên bước luôn xuống sân khấu từ lúc mà khang dám vì cô ta mà lườm tôi giữa chúng tôi dự định sẽ có một đêm tân hôn không mấy vui vẻ Tôi cố gắng lắm nở một nụ cười ngượng nghịu không muốn bố và chị Thảo biết tôi buồn. Chỉ mong nhanh chóng kết thúc lễ cưới, cứ phải gồng mình lên để đóng kịch như thế này khiến tôi mệt nhoai. Lễ thành hôn cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi lại phải làm bộ dạng vui vẻ chụp ảnh với quan viên hai họ. Chị Thảo khóc mắt đỏ hoe. Chị đưa tôi vào phòng gỡ hoa trên đầu tôi và giúp tôi thay một cái váy chữ A mới màu trắng. Vì hai nhà ở gần nhau nên bên nhà tôi nhất định không ở lại dự tiệc. Tôi ra cổng tiễn mọi người về, bố dặn dò tôi đủ thứ ông cố gắng cười mai là được về nhà ăn lại mặt con gái lớn rồi thì phải ngoan con nhé chị thảo không nói gì cứ đứng từ xa nhìn tôi đầy yêu thương rồi theo chân bố lên xe bố và chị thảo lên xe rồi tôi cứ như kẻ vô hồn đứng chết chân tại chỗ bố tự cửa xe nhìn tôi đôi mắt đượm buồn xe lăn bánh rồi tôi mới bừng tỉnh chạy theo bố ơi chị ơi bố ơi con xin lỗi cho đến khi xe khuất xa dần, tôi mới chịu gục ngã xuống. Khang chạy ra đỡ tôi dậy, lau nước mắt và phủi bụi trên tay tôi. Khang dìu tôi vào nhà. "Vợ ơi, vợ đừng khóc, anh khóc theo vợ mất." Mẹ chồng tôi cũng theo tôi ra cổng, thấy Khang đỡ tôi bà mắng lớn. "Không tự đi được à? Vào nhanh lên mà chuẩn bị ra chào họ hàng." "Mẹ, vợ con đang có thai đấy, mẹ để vợ con nghỉ ngơi. Mặt vợ con có ai không biết đâu, ăn thì ăn đi, chào hỏi gì lắm thế?" Mày muốn người ta chửi vào mặt tao là không biết dạy con dâu à? Ai chửi mẹ mẹ bảo con xem nào? Tôi tự tách ra khỏi người. Em không sao đâu. Thôi và chào họ hàng rồi bạn bè đi anh. Em không sao. Khang cầm ly rượu trên tay dắt tôi ra chào họ hàng bạn bè. Tôi cũng lấy lệ cầm một ly nhưng không uống giọt nào. Biết là bụng tôi bầu to nên chẳng ai nỡ ép. Chào mãi cũng chưa chào hết khách khứa nhà Khang. Tôi thầm mắng trong lòng. Họ hàng cái gì mà đông thế? Có họ hành nhau thì có, đến bản của bạn khang chúng nó không tha cho khang mà bắt uống phạt liên tiếp mấy ly rượu vì cái tội trốn bạn bè hơi lâu tôi thấy vân nhìn khang liền cố ý đứng cạnh khang vờ như không để ý thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương vân lấy lại vẻ mặt vui vẻ anh vẫn giữ chiếc thắt lưng eo vì này à thắt lưng đôi số lượng có hạn em phải đặt mua từ pháp về đấy anh giữ cẩn thận quá nhỉ vẫn đẹp như hồi nào khang tím mặt á khẩu ngay tại chỗ không nói được câu gì Tôi đứng cạnh đang sẵn cơn tức trong người, liền lấy tay cấu Khang một cái đau điếng ở hông. Khang nhăn mặt nhưng không dám la to. Kiên thấy có biến liền nguyết Vân một cái. Mày say rồi làm loạn cái gì ở đây? Để tao đưa mày về. Vân cao giọng Say cái gì? Cái đó rõ ràng tao mua còn gì? Chính mày cũng biết mà. Tôi lên tiếng. Chị Vân, cảm ơn chị đã đến đây chung vui cùng chồng em. Cũng cảm ơn món quà mà chị đã tặng. Vân mặt dày đáp trả. Tao nói chuyện với Khang người yêu của tao Mày là cái thá gì mà xen vào Tôi cũng không vừa Em là vợ của anh ấy Mày dù sao cũng chỉ là cái loại ăn lại thôi Khang gắt lên Vân em thôi đi Ăn nói huyền thuyền cái gì đấy hả Hôm nay là ngày vui của anh đừng có nhự Khang chưa nói hết câu Tôi vì nhịn mãi không được cầm luôn ly rượu hắt vào mặt Vân Vân cũng chẳng phải hạng vừa Bị tôi hắt rượu vào mặt thì định lao vào đánh tôi Cũng may mà bọn anh kiên túm nó lại Mẹ chồng tôi với bố tôi ngồi nghe thấy nhốn nháo chạy lại xem thế nào. Mẹ chồng tôi nghe bảo tôi hắt rượu vào mặt Vân, cũng chẳng cần hỏi lý do trực tiếp mà dáng cho tôi một cái tát. Bà ta hét vào mặt tôi. Người ta là khách đấy, bố mẹ mày không biết dạy mày phép lịch sự hả? Vân là con trai bác tráng phó chủ tịch huyện đấy, mày có gan trời mà dám đụng vào à? Vân thấy mẹ chồng tôi đánh tôi lại được đà khóc lớn. Tôi bị động không tránh kịp nên lĩnh chọn cái tát của bà. Tôi ôm một bên mặt bỏng rát, Mặc dù rất hận bà nhưng tôi không khóc. Người đàn bà này thay đổi thái độ cũng nhanh quá. Lúc trước đưa tôi về thì dịu dàng bao nhiêu, bây giờ thì lại nhẫn tâm bấy nhiêu. Tôi tự nhủ. Không được khóc, lòng tự trọng không cho phép bách hợp này được gục ngã. Khang thấy tôi bị đánh liền lao vào ôm lấy tôi, xoa xoa tay lên một bên mặt đã đỏ ửng. Tôi nếp vào lòng anh. Có lẽ chỉ có anh là điểm tựa duy nhất lúc này. Khang quay sang nhìn Vân hết lớn. Mày rời khỏi nhà tao đi, gây chuyện như thế là đủ rồi. Kiên mày mang nó về đi. Quà của mày to quá tao không dám nhận nữa. Khang nói xong liền mở chiếc thắt lưng và lấy cái nhẫn vứt toạt xuống đất. Mẹ chồng lớn tiếng. Khang, mày làm cái gì đấy hả? Nhanh xin lỗi Vân cho tao. Khang cãi. Cô ta mới là người phải xin lỗi vợ con. Im hết cả đi. Kiên giúp bác đưa Vân về nhà. Bà lại cùng tôi ra tiếp khách kèo lại làm mọi người mất vui. Bố chồng tôi quay sang nhìn Khang, ông hạ giọng xuống. Đưa hợp lên nhà nghỉ ngơi đi con, chắc là con bé cũng mệt rồi, không phải xuống nữa. Tôi không nói gì, cứ lặng im như một chiếc bóng đi theo Khang lên nhà. Khang đưa tôi vào phòng tân hôn, tôi chỉ cần đợi cánh cửa phòng đóng lại là liền làm loạn lên. Tôi cào cấu Khang không thương tiếc, từ bé đến lớn gần như chưa bao giờ bố đánh tôi. Cũng vì Khang mà tôi phải lĩnh ba cái tát, lần này cũng chỉ vì anh mà bị mẹ chồng tát nhưng mà bị tát trước mặt mọi người thật sự rất nhục vô cùng nhục nhã khang biết mình sai nên lặng im chịu trận cũng chẳng dám phản kháng lại tôi vừa khóc vừa nói anh nói đi còn cái gì của nó nữa không còn cái gì nữa vợ ơi anh xin vợ đấy anh không nghĩ vân lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy món quà con vân đó tặng tôi cả đời này tôi không quên được cảm ơn mấy người khang lúc đó thế nào lại châm thêm dầu vào lửa còn một cái áo sơ mi nữa tôi lại gào lên Mang nó ra đây cho tôi. Miệng nói tay làm tôi mở tung quần áo vứt bừa bãi trên nền nhà. Run rủi thế nào lại ném chúng vào lọ hoa trên bàn. Cái lọ hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Đúng lúc này mẹ chồng tôi gõ cửa. Vì cửa không khóa nên bà vặn một cái đã mở toang ra. Cả bà nội chồng tôi cũng vào nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy lọ hoa hồng bị vỡ và chiến trường đổ nát dưới nền nhà. Bà chu chéo lên. Đứa nào làm vỡ cái lọ hoa? Chưa làm được cái gì cho nhà này đã phá hoại hả? đúng là sao trổi mà, có biết bao nhiêu tiền cái lọ hoa đấy không hả? Bà nội chồng bực mình. Ngoan, mẹ im đi, đi xuống dưới nhà, để tao nói chuyện với cháu dâu tao. Đi xuống ngay, đừng có làm con bé sợ. Mẹ chồng hầm hừ. Ngày đại hỉ mà đổ vỡ đúng là xui xẻo, không dừng lệ rước của ma của mảnh về. Khang gần giọng Mẹ thôi đi, là con làm vỡ đấy, mẹ muốn chửi muốn mắng gì thì mắng. Lọ hoa bao nhiêu tiền để con đền cho mẹ? Tôi đứng bất động như trời trồng không phản ứng được lời nào cả. Mẹ chồng tôi xỉa sói. "Mày làm gì ra tiền? Tiền của mày cũng là tiền của tao, mày biết chưa hả? Quần áo sao lại vứt bừa ra nền thế này?" Khang thản nhiên nói, "Con tìm cái áo của Vân tặng để đốt đi." "Mày bị điên à? Người ta kiêng đốt quần áo đấy có biết không? Không đốt thì vứt nó đi." Bà nội chồng tôi nghe mẹ con Khang nói chuyện, bà có vẻ không vui, bà quay ra dục mẹ chồng tôi con đi ra ngoài mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa nhỏ mẹ chồng tôi không dám cãi lời bà nội đi thẳng ra ngoài tôi lúc này mới lý nhí đáp lại con chào bà nội ạ à. ngoan cháu dâu lại đây ngồi với bà tôi rón rén tiến lại phía gần bà bà nội mở túi áo và rút ra một bọc nhỏ trong đó là một sợi dây chuyền bằng vàng bà tự tay đeo lên cổ tôi bà ơi quà này con không dám nhận đâu con cầm lấy không được làm bà nội buồn biết không bao giờ rảnh đến nghe cải lương với bà là được nhà này toàn người bận rộn cứ để cái thân già này cô quạnh thôi khang vui vẻ chen vào quà của con đâu hà nội thằng danh này mày còn dám đòi quà hả đi dọn lại cái nền nhà cho nội mày mà bắt nạt cái hộp á là bà xé rách tai mày luôn đấy bà thiên vị bà nội không nói gì kéo tôi vào ngồi gần bà xoa xoa lên mớ tóc xoăn của tôi tôi không hiểu sao lại tủi thân và bật khóc nức nở khang lại gần nắm tay Vợ ơi, anh xin lỗi. Tôi vùng vàng hất tay Khang ra, chuyện khi nãy vẫn còn chưa tính sổ với anh. Bà nội cười cười nhìn tôi và Khang, không hiểu sao ngồi cạnh bà tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Ba bà cháu ngồi nói chuyện linh tinh một lát rồi bà đi về. Bà bảo mệt không ngồi nổi được với bọn trẻ nữa. Tôi đóng cửa lại và lên giường nằm khóc mà kệ giang lùi húi dọn dẹp vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Ba giờ chiều khách khứa về hết, mẹ chồng tôi lên gõ cửa Tôi lúc này vẫn còn mơ màng ngủ Khang ra mở cửa Có chuyện gì vậy hả mẹ Vào phòng rồi nói Mẹ chồng vào phòng rồi bắt đầu nói thẳng Quà cưới đâu rồi Vàng mọi người trao cho sáng nay ấy Khang không nghĩ gì trả lời Con để ở cái hộp trên bàn trang điểm cái kìa Ô hay Vàng chứ có phải đất đâu mà mày vứt bừa bãi như thế hả Nhớ đâu đứa nào nó táy máy nó lấy cắp thì sao Mẹ buồn cười nhỉ Trong phòng con làm gì có ai ra vào đâu mà cắp với trả trộm Mẹ Toàn nói mấy chuyện viển vông. Ôi giời, biết đâu được đấy. Bọn nghèo hèn nó thấy vàng nó lại chẳng sáng mắt lên à. Mẹ ơi, mẹ cầm đi rồi mang về phòng cho con. Đủ hết rồi, không thiếu món nào đâu. Tôi nằm quay vào tường, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Có lẽ mẹ chồng tôi cố tình nói cho tôi nghe. Đúng là gia đình tôi nghèo thật đấy, nhưng không hèn. Bố tôi luôn dạy dỗ chị em tôi sống sao cho đàng hoàng ngay thẳng. Hôm nay để người ta phải nói năng nặng nhẹ đến bản thân và gia đình thực sự rất đau lòng. Tôi khẽ nhúc nhích người ho lên một tiếng để báo cho mẹ con Khang biết tôi đã tỉnh. Mẹ chồng tôi vừa như không để ý đến sự tồn tại của tôi, bà cầm cái hộp ra ngoài, không quên nói với lại một câu. Ta mang về kiểm tra lại cho kỹ, ai tặng gì ta đều nhớ hết cả. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa ngồi bật dậy hỏi lại. Mẹ, mẹ có ý gì đấy? Đồ anh Khang để trên bàn con không đụng vào cũng chẳng để ý đến. Mong mẹ đừng nói mất này mất nọ. Nhà con tuy nghèo nhưng ít ra con cũng có lòng tự trọng của con chứ. Mẹ chồng mỉa Tao nói là cẩn thận cái bọn trộm ấy Ai nói gì mà mày vơ vào mình làm gì Người ta lại nghĩ tao khó với con dâu Tôi cũng dừng dưng đáp Con cũng chỉ nói như vậy thôi Mẹ chồng tôi đổi giọng dữ hơn Xuống dưới nhà mà lo dọn dẹp đi Không ai hầu được đâu Khang có hơi khó chịu Việc gì để con dọn cho Cứ để hợp nghỉ ngơi Việc dọn dẹp là việc của đàn bà mày là đàn ông đâm đầu vào làm gì Lấy vợ về để làm vợ chứ không phải để thò Mẹ, vợ con đang có thai, con phải ra dáng đàn ông chứ. Thôi không sao, để em tự làm. Tôi ủi oải vác cái bụng bầu nặng nề bước từng bước xuống nhà. Thật ra đám cưới cũng thuê người ta làm từ A đến Z cả rồi. Tôi không bị cơn ác mộng rửa chăm mâm bát hành hạ. Chỉ là đi lau cái nhà ba tầng to vật vã ra thôi. Lau xong cái nhà thì cũng đủ mệt gần chết. Lại ra lau cái sân, tưới nước cho vườn hoa, tiện thể dọn luôn chuồng chó. Con chó bẹc dê thấy tôi thì nó vênh cây mõm lên sủa gâu gâu luống cuống thế nào tôi lại vấp ngay vào cái xích chó tôi ngã oạch xuống đất xước cả chân khang đang giúp tôi thu dọn trong bếp liền lao ra khang hốt hoảng vợ ơi vợ có sao không tôi vì còn giận khang nên chỉ lắc đầu mẹ chồng tôi đứng chống nạnh trước cửa vận động đi cho nó dễ đẻ mắt mũi để đâu thế à cái xích chó to lù lù ra đấy mà không thấy à con xin lỗi con bất cẩn mẹ chồng tôi bĩu môi khang dìu tôi vào trong nhà cứ bắt vợ ngồi yên để anh làm Tôi ngồi nhìn ra ngoài, trông vẻ mặt của mẹ chồng tôi có vẻ bực lắm, nhưng thằng con quý tử nhất định đòi làm thay cho vợ đành chịu. Tôi cảm thấy người có chút vui vẻ. Đêm tân hôn của chúng tôi, mỗi đứa cầm một cái điện thoại nằm một góc, chẳng ai buồn nhìn đến ai, vì bụng to chẳng làm ăn được gì, lại thêm cả vụ vẫn còn giận nhau, cho nên tôi cấm Khang không được ôm tôi. Khang thì cứ lăn qua lăn lại, tôi giả vờ ngủ say không để ý. Khi nghe tiếng bàn phím điện thoại của Khang vang lên tạch tạch, tôi không nén nổi tò mò tôi liếc sang một chữ vân to đùng hiện lên có lẽ là khang đang nhắn tin với vân tôi điên tiết lên răng lấy cái điện thoại định ném vào tường đập cho nát bét nhưng mà trước khi đập thì ít nhất phải xem chúng nó tư tình gì với nhau xem xong tin nhắn tôi tức không chịu nổi quay sang thấy khang ôm bụng cười sặc sụa tôi điên lên và cầm lấy tay khang cắn một cái rõ mạnh anh bị điên hả tên khốn này nhắn tin với anh kiên nhưng lại cố tình đổi tên danh bạ thành vân trêu tôi Khang cứ để yên cho tôi cắn, đợi hết cơn điên của tôi. Bàn tay Khang đã chi chít những vết cắn. Khang nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn nói, "Chỉ cần vợ hết giận thì đau mấy anh cũng chịu được." Tôi thầm mắng, người kia sao lại ngu ngốc như vậy? Khang thấy tôi không phản ứng liền ôm tôi thật chặt. Ước ừ, cứ mãi được ôm vợ như thế này. Mấy ngày lo nghĩ cho đám cưới vất vả lại thêm bầu bí mệt mỏi, buổi sáng đầu tiên về nhà chồng tôi đã ngủ tận 7 giờ mới dậy mặc dù đêm qua đã cố đấu tranh tinh thần hôm nay dậy sớm theo lời bố và chị thảo đã dặn. đánh răng xong tôi cuống cuồng chạy xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng muộn rồi mẹ chồng tôi đã làm xong đồ đang cùng bố chồng tôi ăn rồi tôi lý nhí mẹ ơi con xin lỗi chỉ tại là con mệt quá bố chồng cười hiền hòa không sao đâu con ngồi vào ghế ăn sáng đi mẹ chồng tôi lại tiếp tục rỉa ôi quên mất là nhà mình có thêm người ngại quá chỉ nấu cháo gà đủ ba người ăn tôi biết thân biết phận cúi đầu xuống đáp lại dạ thôi không sao ạ à. lát nữa con ăn cái khác cũng được bố chồng tôi nhẹ dạ bảo con ăn phần cháo của khang đi có bầu không nên ăn linh tinh thằng khang thì ăn gì chả được mẹ chồng tôi không chịu thằng khang thích nhất là ăn cháo gà đấy mà này hợp tí nhớ giặt quần áo rồi hãy sang bên ngoại lát nữa tao với bố mày phải đi ra tiệm cầm đồ mấy hôm nay không ra đó rồi Tôi nuốt nước mắt vào trong đáp. Vâng, con biết rồi ạ. À? Bố chồng nhìn tôi lắc đầu thương cảm. Có lẽ ông cũng muốn bênh vực cho con dâu, nhưng lại sợ mẹ chồng tôi bắt nạt. Tôi giặt xong quần áo đưa lên sân thượng ở tầng 3 phơi, chuẩn bị sơ chế đồ ăn trưa, lau nhà rửa bắt xong rồi mới kêu Khang dậy về qua nhà tôi. Khang chở tôi trên con xe SH màu đỏ, tôi ôm eo anh thật chặt, đi ra khỏi nhà Khang giống như là thoát được công cùng. Tôi và Khang về đến cổng đã thấy bố đứng đợi ở ngoài đó rồi. Nhìn bố ông quần bên cao bên thấp, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tôi thương bố lắm. Lẽ ra phải sang sớm để chuẩn bị cùng mọi người, thì chưa chật mới sang được đến nhà đẻ dù chẳng xa xôi gì cho cam, lại còn bắt bố ra cổng đứng đợi nữa. Bố làm gì ở đây thế? Bố đợi hai đứa, sợ hai đứa đến muộn chị Thảo lại đi mất. Một giờ chị phải lên trường rồi. Con xin lỗi, tại vì phải dọn việc nhà nữa. Thôi không sao vào nhà đi, mọi người đang đợi cơm đấy tôi cùng mọi người ăn xong bữa cơm bố cũng chẳng cho tôi đi rửa bát cứ bắt tôi ngồi trên bàn ăn hoa quả chị thảo là người đảm nhận việc rửa bát đúng là chẳng nơi đâu bằng về nhà cứ về nhà là trở thành công chúa bà hoàng chị thảo dọn dẹp xong mới việc lặt vặt thì cũng rất giờ chị thảo đi mất rồi chị em chẳng tâm sự gì được nhiều chẳng hiểu sao lần này chị đi trong lòng tôi lại mang nhiều tâm sự đến vậy chị thảo nói thi thoảng nhớ về thăm bố đấy hôm qua bố thương mày mà cả đêm không ngủ được tao lên trường đợt này tết cũng không được về đâu hết đợt phép rồi chị cứ đi đi em thỉnh thoảng qua với bố ừ mà có buồn gì nhớ gọi điện cho tao đừng có chịu đựng một mình đấy chị thảo nhìn sang khang chị giao cái hộp cho mày chỉ mong mày đừng làm tổn thương đến nó tội lắm từ nhỏ nó đã thiếu tình thương của mẹ rồi hy vọng mày đối tốt với nó chị yên tâm em nhất định sẽ dùng cả đời để yêu thương cô ấy Tôi mím chặt môi, ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống. Chị tôi vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương đứa em gái nhỏ hết lòng. Chị Thảo đi rồi, tôi và Khang cũng phải về, còn phải lo chuẩn bị cơm chiều nữa. Bố tôi chuẩn bị qua về bên nội, nhất định cứ bắt tôi và Khang mang về cho ông bà thông gia. Tôi lên xe vẫn ngoái đầu lại nhìn, bố tôi lặng người đứng ở cổng nhìn theo bóng dáng đứa con gái nhỏ đang dần khuất xa, tôi lại khóc. Con gái đặt chân đi lấy chồng nhà đẻ chẳng còn là nhà mình nữa, dù cũng chỉ là cách nhau một con đường nhỏ, nhưng cũng có thể chỉ cùng bố ăn vội vã một bữa cơm trưa. Tôi nhìn xuống xoa xoa cái bụng nở một nụ cười méo mó. Cũng may mắn bầu con là con trai, sau này có lẽ sẽ không đau lòng như ông ngoại. Tôi về đến nhà nằm nghỉ ngơi một lát lại lao vào chuẩn bị cơm chiều, cũng may những ngày tháng ở trọ, tôi đã luyện cho tôi và Khang kỹ năng nấu ăn, hai đứa hì hục lao vào bếp một tiếng cũng xong bữa cơm chiều với hai món mặn và một món canh đúng kiểu một bữa cơm gia đình chính thống thấy bố mẹ tôi về tôi lễ phép chào hỏi khang cũng nhanh nhẹn mang quà bố tôi gửi ra khoe bố anh dạ bố vợ con gửi rượu nếp cẩm do ông tự tay nấu nếp cẩm mua tận trên hà giang đó bố con bảo là bố thích uống mới được rượu quê này lắm bố chồng nhìn tôi cười ai chả thế thì phải mở ra để bố con mình làm mấy chén chứ nhỉ tôi vừa bê đồ ăn vừa cười tủm tỉm Bố chồng tôi ngoài việc lý lịch không sạch sẽ cho lắm và xăm trổ hơi kinh khủng, thế cái gì tôi cũng thấy tốt. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Rượu tây cả tủ ông còn không động đến, cứ làm bộ. Khang nói. Ơ ờ, mẹ buồn cười nhỉ, đây là rượu quê, rượu bố vợ con nấu. Bà cái đồ rượu rẻ tiền không khéo toàn cồn với thuốc sâu ấy. Bà có thôi đi không, ăn à nói vừa va vừa vật. Tôi ngồi xuống bàn hai tay siết chặt vào nhau. Tại sao cái gì của gia đình tôi trong mắt mẹ chồng cũng chẳng tốt đẹp gì? Khang với tay gắp đĩa bỏ xào. Mẹ chồng tôi nắm lấy tay anh. Hai mắt bà nhìn chầm chầm vào tay Khang. Khang kêu lên. Mẹ, bỏ tay ra cho con gắp đồ ăn. Mẹ chồng gần giọng hỏi. Tay mày làm sao? Con bấc nó cắn mày hả? Tôi đưa mắt lên nhìn. Là mẹ chồng tôi đang nói đến mới vết tôi cắn trên tay Khang. Bà biết thừa vẫn cố đá đều tôi với con chó bấc. Khang cười khẩy. Mẹ buồn cười thật. Con và Hợp treo nhau. Mẹ chồng tôi lấy tay kéo áo Khang lên. Trên lưng trên hông cũng đầy vết cắn cào cấu, vết véo của tôi. Bà chu chéo lên nhìn tôi. Mày có biết từ nhỏ đến lớn tao không nỡ đánh thằng Khang một cái nào không hả? Khang, như thế này là như thế nào? Bố chồng quát. Bà thôi đi, tụi nhỏ nó trêu nhau. Thằng Khang nó không có ý kiến gì thì sao bà lại cứ làm quá lên thế hả? Mẹ chồng tôi dằn mạnh cái bát xuống bàn gỗ. Bà con luôn đưa đũa xuống nền rồi bỏ lên phòng. Khang nói với theo. Mẹ thật vô lý. Con xin lỗi bố, chỉ tại con thôi hai đứa tiếp tục ăn đi tính bà ấy là vậy chỉ nói mồm thôi chứ bụng không xấu phải đấy vợ đừng nghĩ nhiều tôi im lặng cố gắng nuốt hết bát cơm con của bà là vàng từ nay tôi không dám đụng vào nữa tôi và khang hôm đấy lại cãi nhau thật sự là tôi không thể chịu được cái cảnh suốt ngày bị mẹ chồng khinh rẻ trong căn nhà này nhưng tôi làm gì có can đảm để mà cãi nhau tay đôi với mẹ chồng cuối cùng cũng chỉ có thể mang khang ra chút giận Mỗi lần như thế anh cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Trước đây cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, những chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa. Nhưng có lẽ cuộc sống hôn nhân với một đứa nhóc 16 tuổi không hề dễ dàng. Cũng may còn có Khang làm chỗ dựa tinh thần, nếu không có lẽ tôi đã gục ngã mất. Tết dương lịch, bố mẹ chồng tôi phải đi lên phố huyện biếu quả các xếp trên đó và tiện ăn cơm ở nhà cậu mợ luôn. Tôi thì muốn về nhà với bố, vì anh chị em họ hàng chắc cũng được nghỉ Tết Dương về mấy ngày. Khang đã nhận lời đi liên hoan tất niên với bọn lớp cũ ở nhà Kiên. Không muốn Khang khó xử nên tôi tự bắt taxi về với bố. Khang sang chỗ nhà Kiên. Tầm 3 giờ chiều Facebook tôi báo có tin nhắn. Là Vân, tôi không kết bạn với nó mà không hiểu sao nó lại tìm được Facebook của tôi. Nó gửi cho tôi mấy cái ảnh đang nằm lả lơi bên cạnh Khang. Tôi tức tốc chào bố ra về bắt taxi đi thẳng đến nhà Kiên tôi chưa vào nhà nó bao giờ nhưng khang có chỉ mấy lần nên tôi biết nhà nó ở đâu tôi nhấn chuông liên tục thằng kiên ra mở cửa nó thấy tôi thì mặt liền biến sắc tái nhợt kiên lắp bắp em em đến có việc gì không tìm thằng khang về khang đang say ở nhà anh lát nữa anh đưa về em cứ về trước đi lớp anh chúng nó đang hát ở trong nhà thế không phải là thằng khang đang nằm với con vân hả tránh ra cho tôi vào tôi đẩy kiên ngã rúi rụi xuống nền gạch và lao vào nhà Mấy thằng bạn của Khang đang hát thấy tôi thì liền im bặt. Tôi không để ý chúng nó và đi thẳng lên tầng 2, mở ba cái phòng mới thấy phòng Khang nằm. Anh và con Vân ôm nhau nằm ngủ say như chết. Cái áo sơ mi kẻ sọc của anh lại còn nửa mặc nửa hở, dấu son môi đỏ chót của con Vân còn nằm lù lù ở trên ngực. Tôi lao lên giường tắt cái búp vào mặt Khang. Khang mơ màng mở mắt ra thấy tôi, lại quay sang thấy con Vân đang nằm cạnh. Anh hốt hoảng cài lại cúc áo, Tôi nhấn lúc cái con khốn nạn kia không biết ngủ hay giả vừa ngủ thì liên tiếp tát vào mặt nó. Vừa đánh tôi vừa chửi. Cái con khốn này, mày nghĩ mày là ai mà mày đụng vào chồng bà? Con Vân tỉnh dậy nhưng không đánh trả lại. Nó cứ ôm mặt khóc. Tôi chẳng thèm để ý đến nó và táng thêm hai cái đạp vào người nó. Tôi quay sang Khang đang đứng bất động tại chỗ. Tôi vừa khóc vừa đánh Khang. Khốn nạn, anh đi họp lớp thế này à? Anh với nó đã làm gì nhau? Khang ôm lấy tôi. Vợ ơi, anh xin lỗi, Lúc đó anh say thật sự anh không biết gì cả Xin em hãy tin anh Cái con khốn nạn kia đúng là danh mãnh Nó cũng gào mồm lên phân trần Chị không nhớ gì cả Bọn chị say em đừng trách khang Chị câm mồm lại cho tôi Chính chị là người Vân không để tôi nói hết câu Nó ôm chân tôi lại Miệng không ngừng nói xin lỗi Tôi điên quá lấy chân đạp thẳng vào mồm nó Khói miệng con Vân máu đột nhiên chảy ra Con Vân càng khóc to hơn Bên ngoài là tiếng đập cửa nhốn nháo của bọn thằng Kiên Khang thấy vậy thì gắt lên. Hợp, em làm gì thế? Em điên rồi. Đi về nhà nói chuyện. Đừng có làm loạn lên ở nhà thằng Kiên. Tôi cười chưa chát. Chúng mày lại còn bênh nhau hả? Để tao đập nó như tử luôn. Xem mày làm gì tao hả thằng khốn nạn? Khang kéo tay tôi mở cửa ra. Bọn thằng Kiên đứng ngoài cửa phòng giãn ra. Nhìn thấy vẻ mặt hung tận của Khang không đứa nào dám hỏi han câu gì. Khang kéo tôi ra gần đến cổng nhà thằng Kiên. Tôi vùng tay Khang ra, vừa chạy vừa khóc, lao ra đường dâm đầu óc tôi quay cuồng không còn biết gì nữa cả một bầu trời tối đen lại xung quanh tôi là tiếng nhốn nháo tiếng gào khóc của khang lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện bố tôi chị thảo và khang đang ngồi ôm nhau khóc bố thấy tôi tỉnh dậy thì vội vàng lau nước mắt hợp con tỉnh dậy rồi vợ ơi vợ tôi nhìn xuống bụng nó không còn to nữa và có chút gì đó rất đau vợ đừng cử động vợ mới mổ xong tôi gào lên con tôi đâu rồi con tôi đâu rồi chị thảo mắt đỏ hoe bé đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ở nhi sẽ không sao đâu em đừng khóc nhanh khỏe còn gặp con ông bà nội đang đi làm thủ tục cho bé hết rồi tôi quay lại nhìn khang để căm hận cút cút ra khỏi đây cho tôi tôi không muốn thấy mặt anh cút ra cho tôi hợp con làm sao thế này là khang mà con tôi khóc nức nở Bố đuổi anh ta ra khỏi đây cho con, con xin bố đuổi anh ta ra. Khang vừa quỳ xuống vừa khóc, tôi bịt hai tay lại. Tôi không muốn nghe, anh có cút ra khỏi đây cho tôi không, hay là để tôi chết đi cho anh vừa lòng. Nói rồi tôi định đứng dậy, bụng tôi quặn lên một cơn đau ê ẩm, chị tôi vội bảo. Cậu ra ngoài cho, bé hợp mới sinh xong đừng có làm nó kích động. Tôi mím chặt môi lại. Như thế nào lại sinh rồi? Rõ ràng tôi mới chỉ mang thai hơn 6 tháng. Khang đi rồi tôi mới bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện xảy ra tôi cũng nhớ hết. Nếu con tôi có mệnh hệ gì sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho Khang. Em muốn đi thăm con, chị cho em đi đi. Ngoan, chưa đi được, bé đang nằm ở viện nhi. Bên đó có ông bà nội bé với Khang rồi. Em phải dáng ăn cho nhiều vào, mai còn phải tập đi lại rồi mới sang bên nhi được. Tôi mếu máu, vừa ăn bát cháo thịt bố nấu mà vừa khóc. Chỉ mong nhanh nhanh được sang viện nhi gặp con. Tôi ở bên viện sản đã 4 ngày. Ngực tôi vì tức sữa mà cương lên, đau không thể chịu nổi. Chị Thảo vừa giúp tôi vắt sữa bỏ đi vừa khóc. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, chị Thảo giờ thay mẹ chăm sóc tôi. Nhìn bố và chị khuôn mặt hốc hác vì lo cho tôi mà tôi như đứt từng khúc ruột. Cả đời tôi sinh ra chỉ để làm tội bố khổ chị. Bố mẹ chồng tôi cũng chỉ mới qua thăm tôi một lần, nhưng tôi cũng không trách ông bà. Tôi phải nên mang ơn ông bà mới đúng vì thằng bé con phải trông cậy cả vào ông bà. Tiền bạc nhà tôi nói thật sự là cũng không có để lo cho thằng bé được. Khang hôm nào cũng đứng ngẩn ngơ ngoài hiên bệnh viện. Khang không dám vào gặp tôi và tôi cũng không còn đủ bao dung để gặp Khang nữa. Anh lặng lẽ như một chiếc bóng hàng ngày đi giữa viện sản và nhi. Chỉ mong sao cho thằng bé con bình an và cả vợ anh nữa. Chuyện xảy ra cơ sự này là do Khang mà ra. Ngày thứ năm tôi nhất định đòi xuất viện. Ai khuyên can thế nào tôi cũng không nghe. Tôi quyết lên viện nhi thăm con trai. Bố tôi chị Thảo vừa khóc vừa xin, nhưng tôi đã bướng bỉnh nhất định không ở thêm viện sản, dù chỉ một phút cũng không. Thằng bé được nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày chỉ được vào thăm một tiếng. Gia đình tôi vẫn giấu tôi, thằng bé chẳng phải khỏe mạnh như bố tôi nói, mà chính là cơ hội sống chỉ còn 50-50. Nó chỉ nặng 518 gram, chỉ số sống sót chỉ là 3 điểm. Tim phổi chưa hoàn thiện, phải thở bằng bình oxy, mắt cũng không mở được, lại bị xuất huyết não sau sinh. Thằng bé cũng chẳng ăn uống được gì vì bộ phận tiêu hóa vẫn chưa hoàn thiện. Nghe bác sĩ thông báo tình hình tôi chất lặng tại chỗ, nước mắt không thể ngừng rơi. Sao lại ra nông nỗi này hả trời ơi? Lần đầu tiên được gặp thằng bé, thế giới của tôi như ngừng lại khi tôi nhìn vào đống sống màu hồng bé tí xíu ấy. Nó chỉ nhỏ như cái nắm tay, cơ thể bé nhỏ của thằng bé bị bùa vây với cơ man nào là các ống dẫn, dây điện và máy móc hỗ trợ thật khó mà chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng đó xót xa lắm tôi ôm ngực và đau không thở được tôi biết mình không có nhiều thời gian nên lúc nào cũng túc trực ở bên ngoài cửa ngây ngốc nhìn vào bên trong đến nỗi quên ăn quên ngủ phải tận dụng từng giây phút để ở bên con khi còn sống tôi chỉ muốn được nghe tiếng nó thở nhìn thấy những cái uốn mình của nó và chạm vào đôi bàn chân và tay tí hon ấy tôi đặt tên thằng bé là nắm vì nó chỉ to bằng nắm tay của người lớn khang lặng lẽ đứng từ xa nhìn lại mỗi một tiếng quý báu mỗi ngày bên con là lúc chúng tôi chạm mặt nhau tôi vờ như không thấy khang khang cũng chẳng dám gọi tôi một tiếng vợ chúng tôi cứ như thế mà dần dần giữ khoảng cách với đối phương nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng tầy khang vào một buổi chiều mưa bác sĩ gọi tôi và khang vào phòng riêng mắt tôi máy liên tục dường như có một dự cảm gì đó rất xấu tôi rất tiếc bé nắm có lẽ là gia đình nên chuẩn bị tinh thần bé không tăng cân ngược lại có một lỗ hổng thông vào tim khiến máu chảy ngược lên phổi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chữa trị vẫn không mang lại kết quả không không thể nào tôi không tin xin bác sĩ hãy cứu lấy đứa bé tôi cầu xin ông chúng tôi phân vân muốn gửi bé lên nhi trung ương ở trên hà nội để phẫu thuật vậy là thằng bé được cứu đúng không hàm bác sĩ đối với những em bé quá nhỏ nguy cơ thất bại ngay trên bàn mổ là rất lớn có lẽ chỉ có khoảng 15% cơ hội sống. Còn như hiện tại, có lẽ nên sớm chuẩn bị tâm lý. Tôi dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Bác sĩ nói gì nữa tôi cũng không thể nghe rõ. Nắm của tôi, giá như được thay con chịu đựng những đau đớn này tôi sẽ nguyện gánh hết. Chúng tôi muốn phẫu thuật, dù chỉ còn một phần trăm sự sống, chúng tôi cũng sẽ cùng nắm cố gắng. Với sức ép của bố mẹ Khang, chiều cùng ngày nắm được chuyển lên nhi trung ương. Tôi và nắm cùng Khang đi xe bệnh viện, Bố mẹ chồng tôi và bố tôi đi xe riêng lên Hà Nội. Qua hai hôm sau, bác sĩ sắp xếp cho nắm được phẫu thuật. Bé nắm mới chỉ vào phòng mổ một giờ đồng hồ, nhưng tôi thấy như ngồi trên đống lửa. Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất của cuộc đời tôi. Khang ôm đầu ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng lại quay sang lén nhìn tôi. Bốn tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra. Một nhà năm người chúng tôi cùng ngồi dậy tiến về phía bác sĩ. Tất cả đều cùng có chung một câu hỏi. Bác sĩ, nắm không sao đúng không bác sĩ nhìn quanh biết tôi là mẹ nắm ông đặt tay lên vai tôi cúi đầu xuống đôi mắt ngấn nước người nhà chuẩn bị gặp bé đi chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức tôi gục ngã và cứ như vậy ôm lấy chân bác sĩ cầu xin bác sĩ tôi cầu xin ông cứu lấy nắm bác sĩ lắc đầu thương cảm bố khang và tôi đỡ tôi dậy trước lúc phẫu thuật chúng tôi đã ký giấy cam đoan bởi vì tỷ lệ thất bại cực kỳ lớn Tôi hất tay Khang ra nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm hận. Đừng động vào tôi, tôi ghê tởm anh. Anh không xứng đáng là bố của nắm. Anh xin vợ, anh đã rất ân hận vì mọi chuyện. Anh thật sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ kể cho bố mẹ Khang và ngay cả chính bố tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao tôi bị xe đâm trúng. Nhưng tất cả đều lờ mờ đoán ra nguyên nhân có liên quan đến Khang. Cho nên dù tôi có đối với Khang nhẫn tâm đến thế nào đi chăng nữa, mẹ chồng tôi vẫn chưa một lần phản kháng lại. Khoảng thời gian này tôi cũng không còn căm ghét bà như khi xưa nữa. Có lẽ đúng là bà chỉ khẩu xà tâm Phật thôi. Cảm ơn bà đã cùng tôi chiến đấu từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện trung ương. Cả gia đình tôi đứng trước cửa nhận lại nắm. Nắm của tôi nằm thoi thóp thở trong cái bọc chăn nhỏ. Tôi ôm ghi lấy nắm nhất định không cho ai động vào. Nắm ra đi lúc 5 giờ chiều, 21 ngày tuổi. Tôi cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Gió đông thổi xe sẽ thì thoảng cái khăn mỏng manh che trên gương mặt nắm khẽ bay phấp phới, thằng bé nằm an yên đến lạ thường. Tôi không còn đủ bao dung để ở bên cạnh Khang nữa. Khang lặng lẽ đi đằng sau tôi, anh đang khóc. Khóc thì có ích gì khi nắm đã không còn nữa? Tôi và bố thuê xe về, Khang cũng theo lên. Tôi không ngừng la hét, "Cút đi, đừng có để tôi thấy mặt anh, anh biến đi tránh xa tôi ra có được không?" Bố tôi nói trong nước mắt, "Khang, tạm thời con cứ về với bố mẹ con đi đã." Cứ để hợp bình tĩnh Có gì sau này rồi từ từ nói Con xin bố Bố cho con lên xe với nắm Tôi dít lên Được anh không đi thì tôi sẽ đi Nói rồi tôi bế nắm bước xuống xe Coi như là bố cầu xin con Khang ơi Anh đi Người đi là anh Được chưa Khang lao xuống xe loạn trọng bước đi Cả bầu trời như tối sầm trước mặt anh Xe lăn bánh tôi ngoảnh đầu lại Khang ngồi gục xuống đất những giọt nước mắt cứ lấp lánh không ngừng rơi xuống trong ánh chiều tĩnh lặng. Trái tim tôi lúc này rất đau, có lẽ tôi và Khang sẽ mãi mãi chẳng còn đi chung một con đường nữa. Tôi và bố xin một miếng đất nhỏ trong nghĩa địa sau làng gần với mộ mẹ tôi, hy vọng nắm sẽ được ở gần bà ngoại để con không cô đơn vất vưởng. Một bụi hồng trắng được trồng bên cạnh ngăn ngát tỏa hương. Tôi ngồi im bất động, nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên nắm. Không quá dài, nhưng đủ để tôi một đời không thể quên có một thiên thần nhỏ bé tên là Nắm. Cảm ơn con đã đến trên cõi đời để mẹ được đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời được làm mẹ. Khang thu mình núp trong bóng tối, đôi mắt vẫn không rời cô gái nhỏ nửa bước. Chỉ một phút sai lầm, anh mất cả con cả vợ. Có lẽ người ta sẽ không tin rằng một đứa trẻ 17 tuổi cũng biết yêu thật tâm, cũng biết có trách nhiệm với những việc mình làm. Hợp có thể cả đời sẽ không tha thứ cho anh, nhưng cô chưa từng biết anh yêu cô hơn chính bản thân mình bố dìu hợp bước ra khỏi nghĩa địa u buồn, Khang mới chậm rãi bước đến nấm mộ nhỏ. Điên cuồng gào khóc, giá như nếu như trên đời có hại chữ giá như, anh chỉ mong giá như có thể cứ sống mãi ở quãng thời gian tươi đẹp đó, để anh lại được chăm sóc yêu thương bách hợp của anh như thủa ban đầu. Khang thì thầm, nắm mơi, bố xin lỗi, tha thứ cho bố. Một con quạ cất tiếng kêu ai oán quạ quạ rồi bay vút lên trời cao. Khang ngừng mặt lên nhìn, Bầu trời xanh thẳm chỉ là không còn hợp, cũng chẳng còn nắm nữa. Nếu bà Ngoan và ông Long không đến ép khang về, cơ chừng anh sẽ ngồi mãi ở đó mất. Quãng thời gian này là quãng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có lẽ là đang bị mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ. Tôi cứ lặng lẽ sống như một người vô hồn, xa lánh tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả bố. Bố tôi cuối cùng đành phải bỏ việc thợ xây chỉ để ở nhà và chăm sóc tôi, sợ con gái nghĩ dại. Lúc đầu bố mẹ chồng tôi cũng hay sang thăm, sau này thì cứ thưa dần, thưa dần. Có lẽ ông bà cũng không còn đủ kiên nhẫn với tôi nữa. Chỉ còn Khang, hàng ngày vẫn đến ngây ngốc ngồi trước cổng, cho dù bố tôi có đuổi, có mắng thế nào cũng không chịu đi. Trời đã vào giữa đông, những trận gió rét buốt ra thịt, những cơn mưa phùn cứ thế kéo về. Khang vẫn đứng đấy đợi chờ người kia hồi tâm chuyển ý, chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa hết mọi đau thương. Mùa xuân sang, tôi đã bình tâm trở lại và không còn u buồn như xưa. Khang cũng chẳng còn xuất hiện trước cổng nhà. Tôi không buồn trái lại còn cảm thấy thoải mái. Trái tim tôi có lẽ không còn hận Khang nữa, nhưng để bắt đầu lại là điều không thể. Cũng muốn anh sớm quên đi đoạn tình trường này. Có đôi khi người ta xa nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa, chỉ là không còn đủ dũng cảm để ở cạnh nhau. Bố muốn tôi sang năm sau sẽ học lại cấp 3. Ông luôn như vậy, chỉ muốn con cái học hành đàng hoàng để cuộc đời sau đỡ khổ tôi cười con chẳng muốn học nữa mỗi người có một lựa chọn riêng chị thảo là chị thảo con sẽ không đi theo con đường của chị vậy con muốn làm gì bố bố cho con vào đà lạt với dì út nhé vào đấy làm gì sao bố chưa từng nghe con nói muốn vào đó con muốn bắt đầu một cuộc sống mới vậy bố sẽ ủng hộ con chỉ mong con gái của bố luôn vui vẻ con cảm ơn bố Ngày tôi bắt xe vào Đà Lạt chỉ có bố đi tiễn. Trời mưa phùn, bố đèo tôi trên chiếc xe máy cúp 50, tài sản lớn nhất của nhà tôi lúc đó. Tôi ngồi sau cứ ôm chặt lấy bố. Lần này xa nhau, có lẽ rất lâu sau nữa bố con tôi mới có thể được gặp lại. Khi nào vết thương trong lòng tôi thôi gì máu, tôi mới dám quay trở về nơi đây. Qua nhà khang tôi cứ ngoái đầu nhìn lại mãi. Tất cả cứ như một thước phim tua chậm. Có một quãng thời gian tôi đã từng rất hạnh phúc. Tôi lên xe vẫn thấy bố đứng lặng im nhìn theo. Người đàn ông mà tôi thương nhất đang lặng lẽ lau nước mắt. Tự bao giờ bố tôi đã già rồi, mái tóc ngả sang màu hoa dâm, dáng người mảnh khảnh gầy gò. Thời gian đã lấy đi của tôi tất cả. Tuổi thanh xuân của bố, tuổi thơ hồn nhiên của tôi và cả năm nữa. Đôi mắt tôi nhè đi, hôm nay tôi lại khóc nữa rồi. Xe chậm chậm lăn bánh khỏi bến. Tôi thấy Khang chạy bộ theo phía sau, cố gắng đuổi theo chiếc ô tô khách màu đỏ. Anh có lẽ đang gọi tên tôi. Tôi không ngoảnh mặt lại nhìn nữa. Chỉ mong đây là lần cuối gặp Khang. Tôi và Đà Lạt sống với nhà dì tôi. Chỉ có đến đây tâm hồn con người ta mới trở nên bình yên nhất. Tôi xin vào làm việc cho một nông trại hoa ở gần nhà dì. Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc, bón phân tưới nước cho các luống hoa. Tôi đắm chìm trong công việc, đắm chìm trong vẻ đẹp lung linh của hoa Đà Lạt. Tôi đã không còn u buồn như những ngày đầu đến nơi đây. Ông bà chủ là người miền Trung và lập nghiệp lại biết tôi là đồng hương, tính tình lại hiền lành chăm chỉ nên quý lắm. Ông bà chủ hay nói chuyện riêng với tôi, nghe bà kể cậu con trai bà 21 tuổi, sinh viên năm ba học viện ngân hàng, đẹp trai lắm, bà cứ nhất định hôm nào sẽ giới thiệu cho tôi. Những lúc như vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Có lẽ là nếu biết được quá khứ của tôi, bà và con trai bà lại chẳng chạy mất dép đi. Tôi gần như biến mất trên đời, không Zalo, Facebook hay gì cả, chỉ có số điện thoại của hai người là bố và chị Thảo. Tôi hay tâm sự với bố, thi thoảng bố vô tình nhắc đến Khang, nghe nói anh vẫn tìm tôi. Tôi không nói gì chỉ thở dài. Sao thế này, nhắc đến người kia tim tôi vẫn thổn thức đến vậy. Dần dần bố tôi biết ý cũng không nhắc đến nữa. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng đã quên đối phương, nhưng có lẽ là chưa thể quên được, chẳng qua chỉ là tự tôi đang dối lòng. Tháng 8 mưa đến, mọi cảnh vật và con người đều trở nên mới mẻ. Lúc này trên khắp các nẻo đường tràn ngập dọc theo triển đồi là những bông hoa mimosa đầu mùa. Đà Lạt tháng 8 thật lãng mạn và êm dịu. Những cơn mưa mang theo nỗi nhớ. Tôi nhớ bố, nhớ chị Thảo, nhớ nắm, nhưng lại không đủ dũng khí để trở về. Tôi thật sự không đủ can đảm để đối mặt với anh. Giữa tháng 9 tôi theo bà chủ lên Sài Gòn dự lễ hội hoa, tầm nửa tháng mới về. Nhân dịp lên đây tôi đã quyết định đi xăm hình, tôi không hỏi bố vì biết bố sẽ không bao giờ đồng ý cả bố luôn nghĩ bọn xăm trổ là con nhà mất dạy con nhà đàng hoàng thì không ai làm như vậy cả tôi vẫn mặc kệ và quyết dấu bố xăm con rắn nhỏ quanh thắt lưng tôi ngày bé cũng hay bị dị ứng với những anh chị xăm trổ lắm nhưng nhìn vết thẹo trên bụng là không thể chịu được cứ nghĩ về nắm lại khóc mãi không thôi tôi chỉ muốn vết thẹo vĩnh viễn mất đi tôi xăm hình một con rắn nhỏ quanh vùng thắt lưng chồng luôn lên che đi vết thẹo cũng từ đó tôi chẳng bao giờ mặc áo ngắn cả tôi không muốn ai nhìn thấy con rắn nhỏ ngày tôi về lại đà lạt nghe gì tôi kể lại có một thanh niên tên là khang trắng trẻo đẹp trai lắm đến tìm tôi dì biết tôi vào đây là để trốn tránh khang cho nên nói dối tôi đã lên sài gòn ở rồi nhìn người thanh niên đó khuôn mặt thất thần ánh mắt tuyệt vọng thật sự khiến người ta xót xa tôi cười chua chát tôi và anh có lẽ đúng là đứt sợi dây tơ duyên mất rồi vô duyên đến nỗi mặc dù cùng một chỗ vẫn lạc mất nhau tôi về anh lại rời đi rồi có lẽ mối tình này ngay từ đầu đã không đúng với ý trời vậy tại sao anh cứ phải ôm mộng tái hợp dù cho có bắt đầu lại thì cũng làm gì còn tìm được phút ban đầu tết hợp lịch cũng là tròn một năm ngày nắm sinh ra tôi ngồi trên đồi thông ngơ ngẩn nhìn lên trời xanh trong ở một nơi nào đó trên những đám mây trắng đang lững lở trôi có lẽ nắm của tôi đang mỉm cười tôi bất giác òa lên khóc luôn tự hứa với lòng mình sẽ không được yếu đuối nhưng không hiểu sao tôi lại không thể làm được cô gì ơi tôi nghe có ai gọi liền vội vàng lau nước mắt tôi ngoảnh đầu lại nhìn một thanh niên cao to rất rất đẹp trai đang đứng nhìn tôi anh hỏi gì ạ à? chỉ muốn nhắc cô chiều muộn rồi về thôi cô không nghe đổi thông đà lạt nhiều ma lắm hả vậy anh là người hay là ma ma anh ta cười phá lên đổ thần kinh Tôi đứng lên bỏ về để mặc người thanh niên nọ vẫn đứng trôn chân tại chỗ. Sau một năm làm việc ở đây bằng sự cố gắng của mình, cuối cùng tôi cũng được cho sang bên kỹ thuật, tức là nghiên cứu cách trồng, cách bón phân, chăm sóc thế nào cho hoa ra đúng thời vụ. Tôi cùng hai đồng nghiệp đi thăm khu trồng hoa Mimosa đúng vào mùa trổ hoa. Tôi tinh nghịch ngất một cành hoa màu vàng ươm, cài lên mái tóc đen nhánh của mình. Lên đây vốn thích nhất là hoa Mimosa. Tôi cười ngây ngất trong ánh sương mai, cầm huyết quỷ tay. Kìa, cậu chủ đang đứng nhìn mày kia kìa. Đâu? Tôi nhìn theo hướng tay cầm chỉ là thanh niên ngu ngốc hôm qua từng gặp. Vị thanh niên ấy thấy tôi liền tiến về phía chúng tôi. Chào hai cô em xinh đẹp, anh tên là Thắng. Cẩm dối rít Em tên là Cẩm, Cẩm trong hoa cẩm chướng ấy ạ. À? Rất vui được gặp anh. Tôi lười không buồn nhích mép. Anh chưa biết tên em. Hợp. Hợp trong hoa bách hợp đấy hả? Mà em cài hoa đẹp quá. Liên quan gì đến anh? Cẩm nhắc khéo. Kề hợp. Anh cũng thích hoa mimosa. Em có biết ý nghĩa của nó là gì không? Không. Những đôi tình nhân yêu nhau thường tặng hoa mimosa cho nhau như để khẳng định sự trưng thủy trong tình yêu. Một tấm lòng luôn hướng về người mình yêu thương. Những cô gái cũng thường hay hái những bông hoa mimosa tặng cho người con trai để bày tỏ tình yêu trong trắng, thủy chung của mình. Ừ. Nói rồi tôi kéo cẩm đi thẳng, không muốn nghe anh ta làm nhảm nữa. Tôi thật sự rất dị ứng với đàn ông, cho dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là vẻ bên ngoài, rồi cũng chỉ là mấy kẻ phản bội. Thắng về Đà Lạt dự định nghỉ lễ 3 ngày. Từ bé anh đã được gửi lên nhà họ hàng trên Sài Gòn để học, cho nên ký ức ở nơi đây cũng không nhiều. Ban đầu cũng chẳng có dự định muốn về Đà Lạt vì u buồn, sương mù luôn bao phủ, chẳng mấy khi được ngắm ánh bình minh. Nhưng vì cô gái nhỏ lại níu chân thắng lại không muốn rời đi. Anh vốn dĩ trải qua nhiều mối tình nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng lần này đặc biệt để ý đến hợp. Nhờ có hợp mà anh cảm nhận được Đà Lạt đẹp đến bất ngờ trong gió cao nguyên. Mùa xuân thơm ngào ngạt, hương của trời non lộc biếc và hương của đại ngàn. Một điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Đà Lạt khiến anh buồn, nhưng Đà Lạt mùa xuân này lại có một sức hút đến mê người. Mà cả những kẻ vô tình như anh chẳng thể nào cưỡng lại cái nông trại nhỏ xinh mà anh chán ghét ấy lại ẩn chứa một người tình mà anh luôn tìm kiếm. có lẽ tình yêu làm con người ta trở nên tươi mới hơn, mẫn cảm hơn với cuộc đời. hợp lại không thích anh, cho nên ban đầu thắng mặt dày tìm đến bắt chuyện. chưa có một cô gái nào lại khước từ tình cảm của anh phũ phàng như hợp. về sau chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. trái tim cô gái nhỏ như một tảng băng lạnh lẽo mãi không tan. thắng chậm rãi bước đi giữa vườn hoa xuân rực rỡ sắc màu. Anh nghe có tiếng rên khe khẽ, thắng lắng tai nghe, là tiếng của một cô gái. Anh đảo mắt nhìn quanh cuối cùng cũng thấy hợp, thắng tiến lại gần. Em bị sao thế? Tôi bị rắn cắn. Thắng rộng lạc hẳn đi. Ở đâu? Đưa tôi xem nào. Tôi đưa mắt nhìn xuống chân, nơi có hai vết răng nhỏ. Thắng nhanh nhẹn kéo chân tôi lại gần, đưa tay nặn máu ở vết cắn. Không yên tâm anh còn đưa lên miệng để hút độc y như trong phim kiếm hiệp. Tôi xấu hổ đẩy anh ta ra, anh làm gì thế? Điên à? Thắng giữ chặt cổ tay tôi. Im lặng. Cô có muốn chết không? Độc chạy vào tim là không cứu được nữa. Người bị độc rắn mà chết là da thâm tím tái, môi đen xỉ lưỡi lẻ ra đấy. Tôi nghe Thắng dọa thì sợ lắm. Có chết cũng phải chết cho đẹp. Đành ngồi yên, ngoan ngoãn mặc người kia muốn làm gì thì làm. Tôi thẹn quá nhắm nghiền mắt lại. Để trai lạ động tay động chân với mình như thế này là mất mặt lắm rồi. Thắng xé một vạt áo sơ mi trắng của mình anh nhanh nhẹn buộc chặt lại vết rắn cắn anh làm gì đưa em đến bệnh viện chứ làm gì đây gọi là sơ cứu thôi hiểu chưa phải có bác sĩ mới được nói rồi thắng bế tôi lên cũng chẳng buồn để ý tôi đang đỏ mặt tía tai tôi lấy tay đấm liên tiếp vào ngực anh anh điên rồi thả tôi xuống đi mọi người đang nhìn cái kia em có tự đi được không mà thả em mà đi đọc phát tác ra chỉ có chết thôi anh có nghe thấy tôi nói gì không không Tôi cuối cùng đành chịu thua nằm yên trong vòng tay anh, giả vờ nhắm mắt như đã ngất đi. Mọi người xung quanh cứ xì xào chỉ trỏ. Tôi thật sự không chịu được cảm giác bị đám đông soi mói. Đường Đà Lạt quanh co thơ mộng bên những đồi thông già như những bức tranh thơ tình của phố núi. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian. Tôi nhắm mắt mơ màng, trong lòng thấy an yên đến lạ thường. Thắng quay sang nhìn tôi khẽ nở một nụ cười ma mị. Người kia trong mắt tôi cũng trở nên đẹp một cách dịu kỳ. Đà Lạt làm cho tâm hồn lạnh lẽo của tôi một lần nữa vui trở lại. Bác sĩ kiểm tra xong vết cắn, làm sạch vết thương rồi băng bó cho tôi lại cẩn thận, xong xuôi liền vỗ vai anh. "Tốt, cậu làm tốt lắm chàng trai trẻ, không có gì đáng ngại cả. Theo tôi đi lấy thuốc, hai người rất đẹp đôi." Thắng gãi đầu, "Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng thấy vậy." Thắng đưa tôi về, ông bà chủ bắt tôi phải nghỉ làm lo giữ gìn sức khỏe. Ông chủ nhìn đồng hồ dục dã thắng. "Nhanh lên con, không lại muộn giờ xe lên Sài Gòn." Thắng còn lưỡng lự không đi, bà chủ đã vỗ vai anh nháy mắt. "Lấy số điện thoại bé hợp hả? Để mẹ cho, nhanh lên chuẩn bị lên Sài Gòn đi, chẳng phải con phải chuẩn bị đi kiến tập hay sao?" Thắng quay sang nhìn tôi, tôi dù sao cũng mang ơn anh ta nên không thể vô tình được. Tôi mỉm cười. "Đi bình an, hẹn ngày gặp lại." Thắng đi rồi, tôi lại trở về với công việc của ngày thường chỉ có điều mọi người trong nông trại có vẻ rẻ chừng tôi hơn chắc họ nghĩ tôi chuẩn bị làm mợ chủ trong nhà nên vậy thắng rất chăm chỉ nhắn tin cho tôi tôi cũng coi anh như một người bạn tri kỷ chúng tôi cùng nhau tâm sự những buồn vui trong cuộc sống việc học hành của anh về các loài hoa của nông trại quãng thời gian này có thắng mà tôi cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn khang không ngờ hợp đã nhẫn tâm rời đi kể từ lúc anh đuổi không kịp chiếc xe khách màu đỏ có lẽ duyên phận giữa anh và hợp cũng đã hết khang nắm chặt hai tay môi bặm vào nhau mọi chuyện đã qua cứ như một giấc mộng chính bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao cả hai lại trở nên xa lạ như vậy khang mất hợp mất con liền biến thành một người khác thu lại mình đến đáng sợ anh không trải lòng với bất kỳ ai điều gì ngay cả bà nội anh cũng không thể nào khiến anh mở miệng khang trở nên bất cần bà ngoan và ông long cuối cùng cũng phải đành bất lực với thằng con trai bướng bỉnh mỗi ngày trôi qua anh vẫn lặng lẽ đến mộ nắm tâm sự với thằng bé về hợp chỉ có nắm mới khiến anh mở lòng anh sẽ thay hợp ở bên cạnh nắm thằng bé sẽ không cô đơn nữa ông hoàn mấy ngày nay ra nghĩa địa đều thấy một bông hồng trắng đặt ngay ngắn trên mộ nắm ông thở dài có lẽ là khang ban đầu ông thật sự lo lắng khi sợ khang đối với hợp chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời nhưng nhìn cách thằng bé đối xử với hợp nhìn nụ cười của hợp khi còn ở bên cạnh anh ông biết con gái mình không chọn sai người chỉ là không ngờ hôm nay lại dẫn chúng nó đến tình cảnh này hai đứa trẻ mới mấy tuổi đầu tính cách vẫn còn trẻ con chưa đủ chín chắn để vượt qua rông bão ông chưa bao giờ trách khang một lời bởi bản thân cũng xem nó như con cái trong nhà mong sao hai đứa sau này sẽ tìm cho mình một con đường riêng khang về nhà là đóng cửa phòng ngồi lì ở trên đó anh dở sổ ra quyển sổ mà ngày nào anh cũng dở ra xem đi xem lại Khang chỉ muốn sống mãi trong ký ức của hai người. Anh cẩn thận mở ra những lá thư tỏ tình mà anh viết vội cho hợp. Vẫn còn nguyên nét mực như thủa ban đầu. Một tấm ảnh cả hai chụp chung khi bắt đầu yêu nhau. Cô gái nhỏ nở một nụ cười tỏa nắng. Cậu thanh niên đôi mắt chiều mến. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô gái nhỏ. Mấy cái phiếu siêu âm của nắm xếp ngay ngắn một chỗ. Lúc biết nắm khỏe mạnh trong bụng mẹ, anh đã vui biết mấy. Khang ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Quần áo của hợp Đồ sơ sinh của nắm vẫn xếp gọn gàng một bên ngăn tủ. Bàn trẻ đánh răng, dép đi trong nhà vẫn không xê dịch vị trí, vẫn mong một ngày hợp trở về. Chỉ có điều ngày hôm nay chỉ còn mình anh trong căn phòng này không còn hợp, cũng không còn nắm. Lỗi này là do anh mà ra, anh không muốn gặp lại Vân nữa, và kể cả sau này cũng vậy. Vân khóc trong nước mắt rời đi. Trong lòng nó hôm đó cũng chỉ muốn chiêu tức hợp, chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa hại đến đứa nhỏ cả. Dù hợp không nói ra nhưng đủ khiến nó dây dứt cả đời. Nó tìm gặp hợp để xin lỗi nhưng cô ấy đã đi rồi. Lại bị chính Khang nhẫn tâm bắt rời đi, có chút không đành lòng quay lại. Khang có đuổi thế nào cũng không đi. Bà ngoan khuyên mãi, cuối cùng Khang đành mặc kệ Vân muốn làm gì thì làm. Khang xuất viện, vẫn còn ho và sốt. Anh mặc áo khoác quàng khăn lên màu đen mà hợp tặng anh. Anh lủi thủi ra mụ của nắm. Cũng may có ai đó đã thay Khang cắm mấy bông hoa mới vào có lẽ là bố vợ. Nghĩ vậy ra mộ xong, Khang liền đến nhà ông ngoại nắm. Khang bước vào sân, ông Hoàng vác cái thang đi ra phía sau vườn. Thấy Khang liền đứng sững lại. Thằng bé gầy đi nhiều, mấy hôm nay cũng không ra mộ nắm. Bố làm gì đấy? Ông Hoàng ngượng ngùng đắp lại. Bác đang đi lên sửa lại cái mái nhà. Đêm qua gió to quá làm lật mấy viên ngói, mưa rột hết cả giường. Khang cúi đầu. Con xin bố cho dù thế nào cũng vẫn mong được làm con của bố Xin bố Ông Hoàn thở dài Ừ, thôi vào nhà đi con, đợi bố một chút Khang vừa nói vừa ho nhẹ Để con giúp bố, bố nghỉ đi ạ à? Con ốm hả Khang? Thôi nghỉ đi để bố Khang nhất định không chịu và rằng co cái thang với ông Hoàn Anh nhanh nhẹn lên sửa lại cái máy nhà bị rột Việc mà anh chưa bao giờ làm Ông Hoàn ra vườn bắt gà, nhất định giữ Khang ở lại ăn cơm mấy tháng xa hợp khiến khang tiểu tụy đi nhiều ông hoàn trong lòng cảm thấy xót xa ông gấp nhiều thức ăn cho khang khang cười khổ bố thi thoảng cho con sang đây với bố được không nếu con muốn thì nơi đây vẫn là nhà mình như ban đầu bố vẫn nói rể cũng như con không phân biệt chỉ có điều con và hợp bố chỉ sợ hai đứa khang cắt ngang lời ông hoàn bố con hiểu rồi bố không phải nói nữa đâu khang và ông hoàn chẳng ai còn tâm trí để ăn nữa suy cho cùng không có hợp cả hai cũng chỉ là quan hệ người dưng dù muốn hay không cũng không thể thay đổi được gì có lần khang cũng lặn lội vào đà lạt lên sài gòn tìm hợp bất kỳ nghe tin hợp ở đâu cũng đi tìm nhưng biển người mênh mông quá khắp nẻo đường sài gòn nơi nào cũng đặt chân qua mà không thấy bà ngoan vì nhớ thương con mà đâm ra ốm nặng cuối cùng khang đành trở về quê chăm sóc mẹ những tháng ngày khang xa nhà là những ngày Vân vừa đi học vừa đi làm thay anh chăm sóc bà ngoan, Khang cũng không còn lạnh lùng với Vân như xưa, nhưng cũng không muốn bắt đầu một chuyện tình mới, trong lòng anh vĩnh viễn giữ lại vị trí của Hợp. Vân từng hỏi, tại sao em là người đến trước nhưng lại không có được anh? Vì em không phải là Hợp. Từ ngày Khang về anh chỉ ra mộ nắm chứ không lảng vảng gần nhà Hợp, anh không muốn ông hoàn thêm phần khó xử. Tôi giờ đã là một cô gái 23 tuổi Chị Thảo 27 tuổi mà cũng chưa lấy chồng. Bố tôi sốt sình xịch lên. Nhà có hai quả bom nổi chậm không khéo ế cả nút. 7 năm rồi tôi chưa một lần về nhà. Chỉ có bố và chị Thảo mỗi năm một bận vào thăm tôi vào dịp cắt phép của chị. Nghe chị kể chị được phân công công tác về tỉnh nhà làm cho đội cảnh sát hình sự. Liên tiếp cùng đồng đội phá được mấy vụ án lớn. Người yêu chị làm ở viện kiểm sát tỉnh. Tôi cũng mừng cho chị. Cuối cùng chị cũng tìm được bến đỗ bình yên. Tôi cũng đã chấp nhận Thắng sau 7 năm miệt mài theo đuổi. Tôi tâm sự với Thắng về nắm, về khang, về hình xăm quanh eo của tôi. Thắng nhìn hình xăm con rắn nhỏ vòng quanh eo tôi. Ngày hôm sau liền xăm một con y hệt. Anh bình thản nói. Bây giờ anh cũng giống em rồi, chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Thắng không ngạc nhiên cũng chẳng quan tâm, bởi anh chỉ biết tôi của hiện tại. Một độ bách hợp đẹp đằm thắm, chín chắn của tuổi 23. Trái tim tôi đã không còn quặn đau mỗi lúc nghĩ về khang, Thắng cho tôi cảm giác bình yên khi bên cạnh. Thắng không lãng mạn như Khang, lại càng không biết nói những lời sáo rỗng, nhưng lại âm thầm che chở cho tôi trong suốt 7 năm qua. Bên anh chưa bao giờ tôi phải khóc. Nếu không có Thắng, có Đà Lạt, có lẽ tôi vẫn mãi chỉ là một bách hợp ngốc nghếch. Tình cảm của chúng tôi được hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Cứ ngỡ tôi sẽ ở lại mãi Đà Lạt, Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, chúng tôi chỉ còn bước cuối cùng nữa là chưa lăn lên giường cùng nhau. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chỉ cần thắng chạm vào cơ thể của tôi, toàn thân tôi lại trở nên run rẩy. Tôi có rúm lại và ngồi ngây ngốc một góc. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có phản ứng như vậy. Mỗi lần bị cơ thể tôi từ chối, Thắng đều ôm tôi vào lòng an ủi. Không vội, chúng ta còn trẻ, có những chuyện trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng lại không biết làm thế nào. Lần một, lần hai, lần thứ N vẫn chỉ cho về một kết quả như vậy. Có lẽ tôi đã bị mất khả năng làm tình. Nó đồng nghĩa với việc tôi không thể nào sinh con được nữa. Thắng không nói gì, vẫn một mực đối xử với tôi như cũ. Bố mẹ anh liên tục rục rã đòi cưới để nhanh có cháu nội, kẻo ông bà cũng đã già rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dây dứt rất, rất nhiều. Cuối cùng vẫn là chọn cách rời xa Thắng anh ấy còn trẻ còn tương lai còn trách nhiệm với gia đình tôi không thể ích kỷ cho riêng mình được khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói lời chia tay với thắng em muốn chia tay anh có thể biết lý do được không hợp hay là tại anh không đủ tốt với em nếu anh sai anh có thể vì em mà sửa đổi không phải là tại em nếu là vì chuyện kia thì anh vẫn có thể chấp nhận yêu mà không có tình dục cũng không sao cả anh và em hai chúng ta sẽ cùng cố gắng không phải em em không quên được khang em cứ ngỡ yêu anh rồi sẽ quên được anh ấy nhưng em không thể câu này là hợp nói dối thắng mà thôi chỉ vì muốn đối phương vì đau lòng mà từ bỏ ngay từ đầu là em muốn trêu đùa anh có đúng không đúng em chỉ yêu mình khang không yêu ai ngoài anh ấy em đã quyết định sẽ về quê tìm khang mong anh hãy quên em đi em xin lỗi là anh tự chuốc lấy là anh khiến em thương hại là anh lún sâu vào cuộc tình này Chúc em và Khang trăm năm hạnh phúc. Thắng lảo đảo bước đi giữa con đường ngập sắc vàng hoa mimosa, đó hoa mimosa kiêu kỳ đẹp đẽ kia mãi mãi anh vẫn không có được. Dù thế nào vẫn mong hợp và Khang tương phùng, anh vẫn biết trong đáy mắt hợp vẫn còn luôn dành một khoảng riêng cho Khang, chỉ là anh cố chấp giữ thứ không thuộc về mình. Không ngờ người thắng thương nhất lại là người làm anh tổn thương nhất. Tôi chào bố mẹ Thắng, xin nghỉ việc để về quê. Ông bà cứ ngỡ Thắng đã làm gì khiến tôi giận nên mắng anh không thương tiếc. Hợp, có phải là thằng Thắng nhà bác bắt nạt con phải không? Nói bác nghe bác không tha cho nó. Dạ không bác ơi, là con muốn về quê với bố con, không liên quan gì đến anh Thắng cả. Bố Thắng cũng vồn vã nói. Nói xem mày làm gì cái hợp để nó giận? Con bé là một cô gái tốt, sao mày lại không biết trân trọng thế hả? Thắng không nói gì chỉ im lặng, anh cũng không biết nên phải nói gì cho đúng. Là do con con cảm thấy con và anh ấy không hợp nhau Chúng con chưa đủ chín chắn để đến với nhau Con muốn về quê để tĩnh tâm trở lại Con xin lỗi đã phiền hai bác nhiều lắm Là con phụ anh ấy Không sao Chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được Chỉ mong con luôn được hạnh phúc Con gái của ta Tôi òa lên khóc nước nở Từ nhỏ tôi đã mất mẹ Nghe hai từ con gái lại cảm thấy tủi thân vô cùng Mẹ thắng vuốt nhẹ lên mái tóc tôi Con gái ngoan đừng có khóc nữa ra ngoài đó thì nhớ giữ gìn sức khỏe, vẫn mong là con sẽ trở lại đây một ngày không xa. Tôi nắm chặt tay bà, bố mẹ thắng càng tốt, tôi càng muốn rời đi. Tôi không muốn cùng thắng dây xưa vào một cuộc tình không có kết quả. Ngày tôi rời Đà Lạt mưa phùn lất phất bay, những đóa hoa mimosa đã vào cuối mùa dần mất đi sắc vàng vốn có. Biết bao giờ mới có thể trở lại một lần nữa ngắm Đà Lạt trong ánh sương mai. Bố mẹ thắng, thắng và chú dì tôi đi tiễn. Tôi khóc Ông bà cũng khóc. 7 năm qua nơi đây vốn dĩ như gia đình thứ hai của tôi, rời đi lại không có chút nữa, nhưng tôi không còn lý do để ở lại nữa. Sau đó tôi không còn liên lạc với bọn họ, những lời muốn nói thì đã nói hết cả rồi, nhưng bọn họ vẫn là những người thân của tôi, dù cho có bao lâu. Thắng đưa cho tôi một hộp nhỏ dặn lên xe rồi mới được mở. Sau khi xe khách chậm rãi lăn bánh, Thắng chỉ chỉ phần eo mình, lại chỉ chỉ sang tôi, dùng ngón tay tạo thành hình trái tim đặt trước ngực. Mà tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn chăm chú hình bóng anh chậm rãi rời xa. Xin lỗi, hai chữ này hoàn toàn dư thừa, vết thương của anh không cần nhất chính là những lời này, như vậy ở trong lòng Thắng tôi đã từng yêu anh, anh cũng có thể như tôi, ly biệt mà không rơi lệ, cũng không nuối tiếc. Tôi vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn mãi cho đến khi không còn nhìn thấy Thắng nữa, tạm biệt Đà Lạt. Tôi mở hộp quà Thắng tặng cho tôi là những cánh hoa mimosa ép khô và một lá thư nhỏ còn nhớ thắng đã từng nói các cặp tình nhân tặng hoa mimosa cho nhau để khẳng định sự chung thủy luôn hướng về người mình đem lòng yêu thương tôi thở dài trong lòng có chút nhức nhối tôi đọc bức thư của thắng viết khóe mắt tôi có gì đó rất cay bài hát anh thích nhất có lời ca như thế này tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu nhất chương cuối kia không có dũng khí mở ra câu chuyện dù có đẹp đến đâu kết thúc vẫn là chia lìa không dám tò mò làm vấy bẩn kết cục giống như bí mật không ai dám động đến hiện tại bị vạch trần nghĩ đến ngày mai chúng ta thực sự không thừa nhận nổi hãy vui đêm nay hư vô mờ mịt lại không thể tiếp tục triển miên yêu thương một đời phát hiện ra nguyện vọng cực nhỏ bé giữ lại một chút khoảng cách để trở về dường như trái tim đập loạn hãy vui đêm nay hư vô mờ mịt dao động như vậy không bằng từ bỏ thôi tôi cũng mong anh sẽ từ bỏ như lời bài hát đó Lộ trình về cũng giống như khi tôi đến, cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, cũng là cảm giác tỉnh lại đã là ở quê. Tôi mang theo hành lý không nhiều lắm ngồi trên xe. Tôi không báo trước cho bố mà tự đi bộ về nhà. Con đường làng vô cùng quen thuộc với tôi, lại giống như hoàn toàn đã thay đổi. Cảnh sắc ven đường cùng người đi đường so với 7 năm trước thật sự khác biệt quá lớn. Tôi đã trở về, trở lại với quỹ đạo vốn có của mình và cuộc sống bình thường như trước. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi tạm thời lại có cái loại cảm giác xa lạ, cứ như thể là tôi chưa từng sinh ra ở nơi đây. Mở cánh cổng đã 7 năm chưa một lần bước vào, ngoài cổng giàn thiên lý vẫn ngát hương. Bố tôi không có ở nhà, cửa vẫn hé mở. Tôi bước vào phòng, căn phòng ngủ vẫn sạch sẽ tinh tươm như ngày tôi còn ở nhà. Bố và chị Thảo bọn họ lúc nào cũng chờ tôi trở về. Ngay cả giường của tôi cũng đều được thay ga giường vào gối sạch sẽ. Tôi ngồi ở phía trên và ngây ra một lúc lâu. Ngoài cổng có tiếng xe ô tô đỗ lại, tôi vừa định ra xem ai thì liền nghe có tiếng gọi vọng từ cổng vào. "Bố ơi." Quái lạ, tôi nghe giọng nói này rất quen, là giọng của Khang. Tại sao anh ta lại gọi bố tôi bằng bố được? Giữa chúng tôi vốn dĩ đã không còn gì nữa. Tôi luống cuống đánh rơi cả điện thoại xuống đất, tôi cuống cuồng lên định chạy trốn nhưng lại không biết trốn đi đâu. Tôi nghe có tiếng anh Khải con nhà bác cả. Chắc là chú ở trong nhà cửa mở này khang trong đầu tôi hỗn độn những câu hỏi không hiểu tại sao cả nhà tôi đều biến thành người thân của khang tôi cứ đứng im lặng ngây ngốc trong phòng anh khải và khang đã vào đến nhà và nói chuyện huyên thuyên tôi nghe câu chuyện của họ mà nước mắt lại bất giác rơi xuống bảy năm rồi cứ ngỡ đã hoàn toàn quên mất người kia giọng của khải vang lên lễ đính hôn vào tuần sau của em chuẩn bị xong hết cả rồi hình như là mai trang phục cũng được gửi từ pháp về đấy con nhà đại gia lại lấy con nhà lãnh đạo đúng là không hoành tráng không được cũng nên cho vân một danh phận bảy năm qua âm thầm ở bên cạnh lo lắng cho em mẹ em cũng muốn cho chúng em sớm về một nhà với nhau chỉ tại cái hợp nhà anh phúc phận mỏng chứ một đứa tốt như mày mà nó cũng rời xa được thôi đừng nhắc đến hợp nữa cô ấy có lẽ cũng bắt đầu một tình yêu mới rồi cô ấy có lẽ cũng bắt đầu một tình yêu mới rồi chúng em đến duyên gặp lại cũng không thể vậy sao anh không tin Nhìn mày vẫn giữ ảnh của nó trong ví là anh hiểu rồi. Có những chuyện vốn dĩ không thay đổi được, gặp hợp có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời em, nhưng giá như không yêu cô ấy thì có lẽ sẽ tốt cho cô ấy hơn. À, mấy món này bây giờ để ở đâu? Để em mang sang phòng của Hợp, dù sao cũng là đồ của cô ấy, cũng nên trả nó về vị trí cũ, không muốn Vân lại nghĩ ngợi khi nhìn thấy nó. Tôi vội vã lau nước mắt bước ra ngoài, tôi không muốn Khang thấy tôi yếu đuối, cũng không muốn trốn tránh ai cả. Vì quá vội vã và tôi và Khang đã đâm sầm vào nhau ở cửa phòng. Khang lắp bắp. Là em. Tôi lạnh lùng đáp lại. Phải, là tôi. Em trở về từ bao giờ? Có liên quan đến nhà anh không? Khải gieo lên. Hợp, em về rồi. Bảy năm không gặp em thay đổi nhiều quá. Suýt nữa thì anh không nhận ra em mất. Xinh gái quá. Tôi và Khang bốn mắt nhìn nhau. Phải rồi, ai cũng khác. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả tôi giật lấy bọc đồ trên tay tôi cầm là được bố tôi không có nhà anh về cho khải quát nhẹ ơ ờ, con bé này sao lại nói chuyện với khang như vậy dù sao cũng là người một nhà ai là người một nhà với anh ta anh càng nói em càng không hiểu rốt cục là như thế nào đây là con trai nuôi của bố anh tôi cười chua chát vậy là anh trai nuôi họ của em sao mặt khang trở nên cực kỳ khó coi ba chữ anh trai nuôi kia cực kỳ rất đau anh lại không thể phản bác được Chỉ có thể để cô cười chế giễu Khải sực nhớ ra Sao không nghe chú Hoàn nói em sẽ về Em về đột ngột quá Em về mời đám cưới em Anh có đi không Khải trêu đùa Ồ thế lại được vào Đà Lạt hả Chồng gần không lấy em lấy chồng xa Giờ đây nhớ mẹ thương cha Thà ở xa hạnh phúc Còn hơn ở gần mà chịu nhiều tổn thương Về thôi anh Khải Chiều em còn phải đưa Vân đi chọn nhẫn đính hôn nữa Hứa với cô ấy cả tuần nay rồi Em nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian." Khang nói xong câu này, tim có ai như đâm vào nghìn nhát dao, cũng không để ý rằng đối phương đáy mắt có thoáng chút tuyệt vọng. Cả hai tại sao lại cứ phải nhất định tổn thương người kia? Khang lảo đảo bước ra cổng, tại sao lại đau thế này? Tại sao hợp lại trở về đúng lúc anh quyết tâm quên đi nàng? Dẫu cho là bao lâu, có lẽ chúng tôi chưa từng quên đối phương, chỉ có điều là không thể nào trở về bên nhau được nữa anh cuối cùng vẫn là về bên Vân. Hai người họ thật sự rất xứng đôi. Bố tôi trở về thấy con gái, khuôn mặt ông dạng dỡ hẳn lên, ông ôm chầm lấy tôi. Con gái của bố, cuối cùng con đã trở về rồi. Con về luôn, bố có nuôi con không? Bố chờ đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Thắng đâu sao không về cùng con? Không phải là hai đứa về xin cưới đi chứ. Tôi cười. Không bố, anh ấy bận rồi. Tôi chưa muốn nói chuyện với bố chuyện đã chia tay Thắng. Tôi sợ bố bị sốc tinh thần Bố tôi thấy mấy món đồ tôi để trên bàn liền đã đoán ngay được ai đến. Hai đứa đã gặp nhau hả? Vâng. Có những chuyện nếu đã qua rồi thì cũng không nên cố chấp, dù sao cũng từng là vợ chồng. Con biết rồi. Chỉ thắc mắc là tại sao lại xuất hiện ông anh trai nuôi thôi. Bố tôi thở dài. Nếu mà không có thằng Khang thì thằng Khải chắc đã chết lâu rồi. Ai đời đi vay người ta nặng lãi để chơi cá độ, nợ lên đến gần 4 tỷ đồng. Người ta về tận nhà dí súng vào đầu, chị dâu mày suýt tự vẫn đấy. Bố với bác cả định bán sạch đất để trả nợ cho thằng Khải, nhưng mà ngẫm ra có bán hết thì cũng không đủ. May mà nhờ thằng Khang nó xin người ta chỉ tính mình tiền gốc. Chẳng biết nó nói thế nào mà nợ chỉ còn hơn một tỷ thôi, lại ứng cho thằng Khải 400 triệu rồi đi lái xe cho nó trừ dần. Bố với bác chỉ bán hai miếng vườn ở đầu làng nữa là đủ. Anh ta tốt thế kìa, nhìn cái tướng cũng chẳng làm ăn đàng hoàng gì cả. Con bé này, Thằng Khang giờ là chủ doanh nghiệp trẻ nhất nhì huyện đấy. Kệ anh ta. Bố tôi lắc đầu chịu thua đứa con gái bướng bỉnh. Tôi về nhà nghỉ một lát là ra mộ nắm ngay. Tôi như chết sững khi nhìn thấy Khang và Vân ở đó. Cả hai nắm tay nhau thì thầm với nắm điều gì không rõ. Con người kia năm xưa đã gián tiếp hại chết nắm như thế nào vẫn còn mặt dày đến đây sao? Thật sự khiến tôi quá khinh bỉ. Hai con người này sao đi đâu cũng gặp. Ông trời thật biết trêu đùa. Trong lòng có chút khó chịu, có lẽ nào tôi lại đang ghen? Tôi tự diễu bản thân mình May thì lấy tư cách gì để mà ghen hạ hợp Nếu như ngày xưa tôi sẽ không kiềm chế được như bây giờ Chắc là đã làm loạn lên mất Tôi bây giờ không còn hận Vân Nhưng cũng không muốn gặp hai con người kia nữa Tôi cuối cùng chỉ có thể nấp ở một ngôi mộ gần đó Đợi cho hai kẻ đáng ghét kia đi rồi tôi mới lò dò bước ra Đi thăm con trai mà chẳng khác nào như đi ăn trộm Ngôi mộ nắm đã không còn là mua đất nhỏ như 7 năm trước Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn quét sơn đỏ tươi Hai bên là hai khóm hồng bạch đang độ chủ hoa, có lẽ là Khang đã xây cho nắm. Tôi ngồi lặng lẽ bên mộ nắm, nghĩ buồn cho nó. Mẹ thì đi biển biệt 7 năm, bố sắp lấy vợ mới, rồi anh sẽ có những đứa trẻ khác ra đời, chắc cũng chẳng còn thường xuyên ra thăm nắm nữa. Tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ xa quê, xa nắm nữa. Tôi chỉ cho phép mình nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu bản thân bận rộn trở lại. Trước kia tôi đã từng ấp ủ dự định khi nào có tiền sẽ mở một cửa hàng hoa tươi với đầy đủ sắc màu. Nghĩ là làm tôi lên phố huyện, lân la khắp nơi để tìm một địa điểm đẹp. Cuối cùng tôi đã tìm được một căn nhà hai tầng ở gần trường cấp 3 tôi học năm xưa, giá cho thuê cũng ổn. Tầng 1 để dùng làm cửa hàng, còn tầng 2 làm phòng ngủ cũng rất tiện. Để tiết kiệm hết mức có thể, tôi và bố tự mình làm hết mọi việc, từ sơn lại căn nhà, dọn dẹp trang trí lại, sắp xếp cửa hàng đều một tay hai bố con làm nên. Cuối tuần chị Thảo về tạt qua một lát lại đi ngay. Tôi lặn lội khắp nơi tìm nguồn hoa đẹp, lại liên hệ vào tận Đà Lạt nhập hoa ra. 12 ngày sau về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi bắt đầu khai trương và đưa cửa hàng đi vào hoạt động. Ngày khai trương cũng chỉ mời cô chủ nhiệm, vài đứa bạn thân và mấy anh chị em họ hàng. Vì cửa hàng nằm ở địa điểm khá thuận lợi, lại nhiều loại hoa bắt mắt nên cũng khá nhiều người tò mò đến tham quan và mua hoa. Tôi mải mê bận rộn và cũng không biết những ai đi ra đi vào. Đến tận 9 giờ tối, bố và chị Thảo cùng tôi mới lật đật bê mấy cái lãng hoa chúc mừng vào. Chị Thảo lầm bẩm Bạn Liên, bạn Hoa, anh Khải, BN. Ơ, ờ, BN là ai ở hợp? Em cũng không biết em có mời người lạ đâu. Hay là ai hâm mộ con gái bố rồi tặng nhỉ? Tôi cười khổ. Chắc là không phải đâu bố ơi, thế thì đã có người yêu rồi chị như nhớ ra gì đó bn chẳng phải là bố nắm sao tôi nhìn lặng hoa bách hợp với dòng chữ bn chúc mừng cũng ngờ ngợ thấy chị thảo nói có lý ngày mới yêu nhau khang cũng hay gọi tôi là bách hợp chị mang vứt ra ngoài đường giùm em con trẻ con quá đấy hợp dù sao thì cũng là tấm lòng của thằng khang sao lại làm như vậy nó biết nó buồn chị thảo cũng góp lời phải đấy thực ra khang nó cũng rất tốt từ bao giờ cả nhà hùa về phe anh ta thế? Tôi càng bực bội hơn, đóng cửa hàng xong là mang giỏ hoa bách hợp lớn quăng một phát sang bên kia đường. Một con san phết màu nâu đang đỗ bên kia đường, người thanh niên hai tay đấm mạnh vào vô lăng rồi rú ga điên cuồng phóng vun vút trong đêm. Mấy ngày nay Khang liên tục uống rượu với bọn thằng Kiên, lấy cớ là anh em chia tay đời độc thân, lại cũng không thường xuyên qua nhà Vân, trong lòng cô lại có chút không yên, rõ ràng là Khang có điều gì đó bất thường nhưng mà rốt cuộc là bất thường ở đâu vân cũng không đoán được hôm nay vân cùng mẹ ra xúc quần áo mua thêm mấy bộ đồ về thế nào lại thấy xe khang đỗ ở gần đấy cứ nghĩ là khang đi đâu thì vân tiện gọi để nhờ trở về hai mẹ con đỡ phải đi taxi alo chồng đang ở đâu vậy anh đang ở công ty sao vậy em à không vợ tưởng chồng rảnh ra đón mẹ với vợ bố đi họp vợ không có xe về anh bận rồi mẹ và em chịu khó đi taxi về nhé vợ biết rồi vân không hiểu sao khang lại nói dối cô rõ ràng là sai khang ở đây kia mà vân một mực cứ bắt mẹ về trước cô còn phải đi gặp lại bạn cũ mẹ cô về rồi cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào xe của khang rốt cục là anh đang muốn làm gì không biết nữa vân cuối cùng cũng chẳng phải đợi lâu bên kia đường có một cô gái bước ra từ cửa hàng hoa có nằm mơ vân cũng không thể ngờ được sao hợp lại trở về vào lúc này cô nghiến răng nghiến lợi sao cô ta không biến mất luôn đi trong lòng khang không lẽ những việc cô vì anh mà làm trong suốt 7 năm qua chưa đủ hay sao? Không lẽ không bằng một góc của hợp? Thấy hợp vừa xuất hiện, Khang đã vội vã phóng xe đi thẳng, chỉ sợ hợp bắt gặp anh ở đây. Vân băng qua đường không để ý đến dòng xe tấp nập qua lại, cô tiến vào cửa hàng của hợp, mặt đỏ gay vì tức giận. Tôi ngẩng đầu lên. Là cô? Là tôi, sao không muốn gặp bạn cũ? Sao? Không muốn gặp bạn cũ hả? Cô không đủ tư cách làm bạn của tôi. Cô muốn sao cũng được. Tránh xa Khang ra. Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi, đừng có bám lấy anh ấy nữa. Anh ấy đã không còn yêu cô. Ai đeo bám ai? Việc của hai người không liên quan đến tôi. Đừng có đến tìm tôi nói vải Đừng có đến tìm tôi nói vài ba cái chuyện này nữa. Cô về cho. Mày cuối cùng vẫn là kẻ thất bại, cho nên mày cố tình pha đám tao hả? Cố tình quyến rũ anh ấy? Mày đúng là cái loại không biết xấu hổ. Tôi cười nhạt. Đấy cũng chưa phải là chồng chị, mà cho dù có phải là chồng chị tôi muốn sơi lúc nào chả được. Nhưng mà tôi không có hứng thú với đồ cũ. Nếu mà cảm thấy lo lắng mất anh ta, thì tốt nhất cứ giữ lấy anh ta ở nhà mà ôm chân. Khốn nạn! Mày đúng là cái loại trơ chẽn! Đồ hồ ly tinh! Vân nói xong liền giơ tay ra định tát tôi. Tôi nắm tay cô ta lại, ghi mạnh xuống, chậm rãi nói từng chữ. Cái ngữ như cô, không có cửa lật bài với tôi. Làm người nên biết lượng sức mình. Tôi từ từ buông tay Vân ra, Vân tức giận đạp mạnh vào chậu tường vi trước cửa rồi đi thẳng. Tôi nâng chậu hoa dậy đặt ngay ngắn rồi lắc đầu thầm nghĩ. Suy cho cùng, cô ta cũng thật quá đáng thương. Cả gia đình Khang mấy hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, lo chuẩn bị cho lễ đính hôn của Khang. Nào là đi xe gì, chuẩn bị chắp lễ gì. Khang cũng chẳng có hứng thú gì căn bản lễ đính hôn. Khang cũng chẳng có hứng thú gì, căn bản lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở nhà gái, cho nên vẫn là không cần thiết phải quá bận rộn. Anh thầm nghĩ nếu cô dâu là hợp thì có lẽ anh sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ xong lại thấy mình ngu ngốc. Ngay cả đến nhìn mặt anh cô cũng không thèm nhìn thì chuyện này làm sao có thể xảy ra cho được. Vân tổ chức lễ đính hôn tại biệt thự riêng của gia đình rộng hơn 500 mét vuông với 10.000 bông hoa hồng phấn Đà Lạt. Bên ban tổ chức sự kiện đã liên hệ với tôi đặt hàng và thiết kế hoa tươi cho một đám ăn hỏi của một con gái lãnh đạo trên tỉnh. Tôi không tò mò tìm hiểu về khách hàng, chỉ cảm thấy thật sự rất vui vẻ và hứng khởi lần này nhất định không được thất bại phải để mọi người biết đến tôi đến cửa hàng hoa này cho đến hôm đi tham quan để thiết kế cổng hoa tươi và sắp xếp những chỗ cần cắm hoa nhìn anh cưới của hai người tôi mới chết sững tại chỗ là khang và vân tâm trạng của tôi lúc này thật sự rất tệ còn gì đau hơn là tỉ mẩn trang trí làm đẹp cho đám ăn hỏi của chồng cũ và vợ mới của anh ta tôi tắt hẳn nụ cười trong đầu luôn vang vọng câu nói của vân mày cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại Khang đưa Vân đi xem nhận đính hôn trở về. Anh và Vân đi xem công tác chuẩn bị cho lễ đính hôn vào ngày kia. Mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng vẫn cố tỏ ra hạnh phúc bên cạnh Vân. Anh cũng nên sống cho bà, cho bố mẹ, chứ không thể mà ích kỷ ôm hình bóng của một cô gái sẽ không bao giờ cần mình nữa. Khang và Vân tiến lại gần sân khấu ngoài trời bên cạnh bể bơi, cũng đúng lúc tôi ngoảnh đầu lại. Ba người đứng im tại chỗ, sáu con mắt nhìn nhau không nói được câu nào. Ánh mắt Khang nhìn tôi vô cùng dối bời, Ông trời tại sao cứ đặt chúng tôi vào thế khó xử như thế này? Vân đứng nét vào người Khang. Chẳng phải là hợp sao? Anh đừng nói với em là mời em ý về dự lễ đính hôn của chúng ta nhé. Tôi cười nhạt. Tôi được mời đến để thiết kế cổng hoa tươi và cắm hoa cho bữa tiệc. Vân ống ẹo. Anh, được em ấy đích thân cắm hoa, chắc là hai chúng mình sẽ rất hạnh phúc đúng không anh? Tôi cười chua chát. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Anh mệt rồi, anh muốn về nhà nghỉ, em cũng nghỉ đi kẻo mệt. Vân nũng nịu, anh không hôn em à? Khang miễn cưỡng hôn nhẹ lên má cô ta. Tôi không nói gì chỉ quay mặt ra ngoài cổng. Như thế nào sao tim tôi lại đau thế này? Thực sự rất đau. Cuối cùng ngày tôi không mong đợi nhất cũng đã đến. Cũng không biết có phải do tôi còn nặng tình với Khang quá nhiều hay không. Hoặc là do tạm thời chưa chấp nhận được chuyện bị Vân cướp đi một người mà mình đã từng yêu. Lại thấy vô cùng bất mãn trước lễ đính hôn này. Chỉ ước ai đó phá tan phá nát lễ đính hôn. Tôi đi lại quan sát, chỉnh sửa chỗ nọ chỗ kia sao cho đẹp mắt. Tôi cười, làm sao mà lại rơi vào tình huống giở khóc giở cười như thế này. Một ngày nào đó nếu hai người họ thuê tôi trang trí phòng tân hôn của họ, có lẽ tôi sẽ ức chế đến chết mất thôi. 9 giờ sáng đoàn dẫn lễ nhà trai đã vào đến cổng. Tôi đứng thu mình vào một góc lặng lẽ hướng ra ngoài. Trưởng họ và bố mẹ Khang đi trước. Theo sau là khang bảnh bao trong một bộ áo dài truyền thống màu đỏ. Tiếng pháo giấy bắn lên tung trời, hai bên họ hàng vỗ tay inh ỏi, khuôn mặt khang giãn ra nở một nụ cười gượng ép. Vân đứng đầu đoàn nhà gái nhận lễ, khuôn mặt dạng người hạnh phúc. Chú rể vẫn là khang, đoàn bê cháp vẫn là bọn thằng kiên, thằng thái, chỉ có điều cô dâu không phải là tôi. Khang đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thế hợp đang lặng lẽ đứng nhìn mình, đáy mắt tuyệt vọng. Không hiểu sao đầu anh lại lóe lên cái ý nghĩ tồi tệ, sẽ hủy bỏ đám hỏi, nắm tay hợp để cao chạy xa bay, đi đến một nơi mà không ai biết đến. Nhưng nhìn cái vẻ hạnh phúc của Vân, vẻ mặt trông mong của mẹ, Khang lại thật sự không thể làm được. Tất cả đưa Khang trở lại với thực tại vũ phàng là anh đang chuẩn bị trở thành người có gia đình. Trong khi trong nhà hai bên họ hàng đang vui vẻ trò chuyện, cô dâu chú rể nắm tay nhau dâng trà rót nước. Tôi lại thơ thần nhìn từng cánh hồng ở cổng khi nãy bị sắc pháo rơi vào. Bất giác tôi nắm lấy một cánh hoa tươi, bóp nát nó trong tay lúc nào không biết khang không phải là người duy nhất nhìn thấy hợp có rất nhiều người đã nhận ra sự xuất hiện của cô họ vờ như không thấy dù sao cô dâu cũ cũng không nên xuất hiện ở đây kiên nhìn thấy hợp không nhịn được nên chạy lại bắt chuyện hợp là em phải không sinh không chịu nổi cảm ơn anh đã nhiều năm không gặp ừ ngày đó anh đã ước có thể một lần nữa sẽ gặp lại em anh muốn nói với em rất nhiều nhưng lại không có cơ hội Nhìn em chắc là người bên tổ chức sự kiện. Vâng, em cung cấp và thiết kế hoa tươi cho bữa tiệc này. Vừa xinh lại vừa khéo tay. Anh hâm mộ em quá. Có thể uống với nhau một ly được không? Tôi gật đầu. Được. Kiên nhanh nhẹn mang ra hai ly vang đỏ tiến về phía tôi. Tôi đưa hai tay lên đỡ lấy ly rượu, khẽ nhích môi lên cười và uống cạn ly. Kiên nhìn tôi chăm chú, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút nóng mặt. Có lẽ là do tác dụng kỳ rượu vang. Tôi vốn dĩ không uống được rượu. Sao lại nhìn em? Em thật sự là rất đẹp, thật đấy. Trước đây anh đã từng thích em, người đầu tiên viết thư cho em là anh đấy. Sao em lại không biết thế nhỉ? Cái thằng ngốc nhờ người tặng cho em chậu hoa hồng chính là anh, từ lúc em và thằng Khang bên nhau, anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người. À, thì ra là vậy. Nhưng mà ngày đó ngây thơ có biết gì đâu, chỉ nghĩ là thích thôi, em thay đổi nhiều quá, suýt nữa thì anh không nhận ra. Nói chuyện với Kiên lại uống thêm hai ly vang nữa khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Thì thoảng tôi lại khẽ cong môi lên cười. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hai tay ù ù, đầu óc tôi quay cuồng điên đảo, hai chân tôi đứng không vững nữa. Tôi lảo đảo bước ra ngoài, Kiên nhanh nhẹn đỡ lấy eo của tôi. Anh thì thầm để anh đưa tôi về. Tôi khoát tay ra ý bảo thôi, nhưng thực sự không thể tài nào đi nổi. Kiên dìu tôi ra xe, có lẽ anh cũng nghĩ giúp tôi giống tư cách của một người bạn. Khang ở trong nhà nhưng nhìn thấy hết mọi cử chỉ nét mặt của Hợp và Kiên. Khang muốn điên lên, giá mà ra được bên ngoài thì chắc anh sẽ đấm cho thằng Kiên học máu mồm. Kiên đưa tôi về trên con xe lắc sợt của mình. Tôi chỉ Kiên về chỗ cửa hàng hoa trên phố huyện. Tôi nằm yên nhắm mắt mơ màng trên ghế phụ. Nếu mà muốn khóc thì em cứ khóc đi. Tôi cười chua chát. Giữa em và anh ta đâu còn gì mà phải khóc. Thật không? Thật cả hai chúng tôi không nói với nhau thêm một lời nào nữa không muốn làm không khí thêm kỳ quặc kiên đưa tôi về cửa hàng tôi không tự chủ được lại ngã nhào vào người anh cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ kiên giúp đỡ dìu lên giường ở tầng hai tôi cố gắng mở mắt nhìn kiên nói với anh ra ba câu vụn vặt kiên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nói ra một câu tôi không thể hiểu được anh hối hận anh vẫn rất hối hận hối hận cái gì hối hận ngày đó đã không nói với em những lời đó có lẽ cuộc đời em không phải khổ sở như thế này lời gì cơ anh rốt cuộc là nói cái gì tôi thật là không biết anh rốt cuộc đang nói cái gì lời nói của anh rất không ăn khớp tôi giống như một đứa ngốc nhìn anh vẻ mặt của anh tựa hồ rất thống khổ cho tới bây giờ tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của kiên tôi đang định hỏi anh xem ý tứ trong mấy câu nói của kiên là gì thì anh đột nhiên ôm lấy tôi mạnh đến nỗi gần như làm tôi hít thở không thông sau đó anh liền hôn tôi, cái loại động tác hung mãnh này cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng, chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực của anh cùng mùi thuốc lá và mùi rượu vang lên trong miệng tôi. Tôi chỉ kịp nghĩ, cái thằng ngốc này sao lại hút nhiều như vậy, không sợ hỏng phổi hay sao? Lát nữa phải mắng anh một trận mới được. Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi từ trạng thái thất thần ra đối diện với sự thật. Tôi dùng sức đẩy kiên ra. Kiên nhấc điện thoại lên, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến lại làm cho tôi thất thần như vừa làm một việc gì đó rất xấu xa là giọng nói của khang sự trùng hợp này thật đúng là tới kịp lúc bên kia nói một chuỗi rất dài anh chỉ à ừ vài tiếng rồi cuối cùng là lời kết thúc ừ tao tới liền chờ anh buông điện thoại ra dáng vẻ của tôi liền giống như chưa xảy ra chuyện gì chỉ nhẹ nhàng nói một câu thôi anh về đi nỗi xúc động kỳ quái lúc trước của anh lại biến mất lúc nào ánh mắt cũng mông lung muốn nói rồi lại thôi tôi lúc này cũng có một chút sự cảm không hay cố gắng đuổi bằng được kiên về anh miễn cưỡng đáp trả lại vài câu liền nói có chuyện rất quan trọng phải trở về tôi thở dài cuối cùng cũng thoát khỏi chuyện rắc rối này đêm đó kiên thái cùng một nhóm bạn bè tổ chức cho khang một bữa chia tay đời độc thân đương nhiên là không có sự xuất hiện của vân mọi người chỉ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu và ca hát Khang làm nhân vật chính cho nên tất cả ly chén đều đổ dồn về phía anh mời mọc. Cũng may có bằng hữu tốt là Kiên thay anh đỡ không ít, nếu không căn bản Khang đã gục tại chỗ rồi cũng nên. Giọng hát của Khang và Kiên đều không tệ, nếu không thể nói là rất hay, nhưng tối nay hai kẻ náo nhiệt nhất hội lại không có hứng thú ca hát để mặc cho mấy thằng bạn quẩy nhiệt tình. Bỗng nhiên Khang giật mic và hát đi hát lại bài "Chỉ cần em hạnh phúc". Kiên vỗ vỗ vai anh. Đừng có hát bài này nữa, không may mắn. Sắp kết hôn rồi đừng có hát mấy bài chia ly này nữa đi. Khang nhìn Kiên có chút giận dỗi, anh chạy đến phía trước màn ảnh và hát dữ dội. Thái lặng lẽ kề tay Kiên nói nhỏ. Sao thế? Hình như là nó giận mày đấy. Từ khi mày đưa cái hộp đi khỏi nhà Vân, mặt nó cực kỳ khó chịu. Kiên phân trần. Không có việc gì đâu, kệ nó đi. Tao chỉ đưa hộp về thôi, không có làm gì cả. Khang tiến về phía Kiên mời anh một ly, Cảm ơn bằng hữu tốt nhất của tao. Mày đính hôn phải vui mới đúng chứ, bực tức cái nỗi gì. Khang cười gần. Tao kết hôn, người vui nhất là mày. Mày nói huyên thuyên cái gì đấy hả? Khang khẽ cười, một tay đưa ra bắt tay Kiên, nhưng lại cố ý dùng ngón tay bấm chặt lòng bàn tay Kiên đến tứa máu. Kiên vừa như không biết gì rụt tay lại nắm chặt lòng bàn tay, dù thế nào cũng không nên chấp người say làm gì. Sau khi tan tiệc, Khang lái xe không rẽ về nhà mà chạy thẳng đến cửa hàng hoa của Hợp. Tiếng đập cửa uinh uinh. Tôi ngái ngủ mở mắt ra nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Chẳng biết là có ma lực nào lại khiến tôi mắt nhắm mất mở ra tự động mở cửa. Là Khang, anh đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi định đóng cửa lại nhưng Khang nhanh tay đẩy tôi vào bên trong và chốt cửa lại. Khang không nói gì, lao vào ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng cả cơ thể nặng nề của anh ta liền đè lên. Hai tay cũng đưa vào dưới thăm dò. Tôi khiếp sợ đơ cả người nhưng một chút sức lực cũng không có chỉ có thể vô dụng dãy ruộng miễn cưỡng mở miệng. Anh, làm gì? Đừng! Anh ta rất nhanh cởi bỏ xong trang phục nửa người dưới của tôi. Em không muốn anh sao? Anh lại muốn em chết đi được. Đồ khốn, anh đã là người, là người có vợ rồi. Tôi không muốn, tôi có người yêu rồi. Anh đính hôn chứ chưa phải kết hôn. Kết hôn rồi cũng vì em mà bỏ được. Thằng Kiên không phải là cũng yêu em sao? Hay là người em yêu là nó nên mới từ chối anh? Kiên là bạn thân của anh đấy anh đúng là điên mất rồi nhưng mà em quyến rũ nó nó kiểu gì chẳng mắc mưu em lời khang nói làm cho cả người tôi lạnh băng một cơn nóng giận lan tỏa toàn thân tôi lấy hết sức mạnh cho khang một cái tát đau điếng vào mặt khang lấy tay sau mặt rồi cười đánh nhẹ như vậy sao xót sao vậy thì anh không khách khí nữa đúng lúc thân thể tôi bị lật ngược lại anh bật ra những câu ép hỏi giọng kinh ngạc pha lấy phẫn nộ có lẽ là đã nhìn thấy con rắn nhỏ kia con rắn này, cái trò gì thế hả? Mày nói mau, rốt cục là cái gì? Cái loại tử tế đã không có cái loại hình xong khiêu khích như thế này. Cút đi, anh cút đi cho tôi, cút ngay khỏi đây. Cái gì? Tôi bị Sida đấy, đừng có đụng vào tôi. Sida, mày rốt cục đã làm với bao nhiêu thằng khác? Không phải chuyện của anh. Ết ư, Ết ta cũng tiếp. Khang kéo tôi lên trên tầng 2 nơi có cái giường nhỏ. Thân thể từng không có phản ứng với thắng lúc này lại tự không thể khống chế mà có phản ứng mãnh liệt, cho dù tôi chưa từng căm hận chính bản thân mình nhiều như lúc này, buồn cười thật, tôi cũng có dục vọng sao? Khang vẫn hỏi lại, "Nói cho tao biết, mày đã làm cùng với bao nhiêu người?" Tôi nói từng chữ, "Rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nhớ nổi, hơn nữa người nào người nấy đều tuyệt hơn anh." Tôi nói chưa hết câu thì Khang đã vung tay, ba cái tát liên tiếp của anh tát xuống mặt tôi, khóe miệng tôi rách, tôi cảm giác được có máu chảy ra một mùi tanh nồng xông lên cánh mũi tao đã biết từ lâu mà cái cách mày và thằng kiên cùng nhau rời đi là tao đã hiểu đầu óc tôi trong trạng thái vẫn còn mơ hồ không biết có phải đúng là vừa bị đánh hay không đúng rồi đấy tôi thích anh ta đấy đúng rồi đấy tôi thích anh ta đấy thì sao anh ta tốt gấp vạn lần anh là thằng đàn ông kém cỏi nhất mà tôi từng gặp lại thêm một vài cái tát nữa tôi hét lên chính anh đã hủy hoại tôi khang làm xong liền mở trói cho tôi Tôi điên lên cầm lọ hoa trên bàn ném vào đầu anh ta. Máu tươi điên cuồng chảy ra từ đầu anh. Tôi kinh hoàng đứng chết chân tại chỗ. Khang không nói gì đi thẳng ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại. Lần trở về này của tôi có lẽ là một sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Tôi thật sự rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây một lần nữa. Nhưng nghĩ đến bố, chị Thảo và Nắm, tôi lại không nỡ rời đi chút nào. Sau một buổi chiều, Kiên nói với tôi những lời đã chôn sâu từ trong lòng anh bao nhiêu năm. Một buổi tối tôi nhận được tin nhắn của anh, một tin nhắn dài thật dài. Hợp, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh gọi em bằng cái tên thân mật như thế này. Đã từ rất lâu rồi, ngày anh còn là một cậu nhóc học cấp 3, anh đã thích em, một cô gái có nụ cười đến mê hoặc. Cho đến bây giờ anh vẫn bị nụ cười ấy làm cho không thể nào tự chủ được. Anh đã từng rất hối hận khi ngày đó đã không đủ dũng khí để đứng trước mặt em hét to rằng anh yêu em. Khi biết em yêu thằng Khang, anh đã thật sự rất thất vọng nhưng suy cho cùng anh vẫn được ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn cũng là một ân huệ mà ông trời đã ban cho ngày em ra đi anh cũng đã khóc rất nhiều có lẽ em chưa từng hay biết một kẻ ngốc nào đó đã đứng từ xa nhìn lại chiếc xe đỏ cứ khuất dần bảy năm sau gặp lại em trái tim anh vẫn rung động thậm chí lúc hôn môi em anh cảm thấy rất tuyệt vời tuyệt nhất trong những người con gái anh đã từng hôn lúc đó anh đã thật sự rất muốn thôi anh không nói nữa sợ rằng em sẽ ghê tởm anh cũng may là có điện thoại của thằng khang nếu không ngày đó anh đã làm nên chuyện hết sức tồi tệ về nhà suy nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc thứ tình cảm mà anh dành cho em anh biết vĩnh viễn sẽ không được đáp lại nhưng anh thật sự yêu em anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời cho dù sau này anh có lấy vợ thì tim vẫn sẽ vì em mà đập loạn nhịp anh có lấy ai chăng nữa thì trong tim anh vẫn có vị trí của em đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Mong em khi đọc xong sẽ xóa đi. Lần sau gặp anh xin cũng đừng tránh mặt. Xin hãy xem anh như là một người bạn, cũng làm ơn đừng trả lời tin nhắn. Anh không muốn nghe những lời đau lòng. Tôi đọc xong thở dài, thứ tình cảm này của Kiên cuối cùng cũng như anh nói, cho dù anh có bao nhiêu chân thành đi nữa, tôi cũng sẽ không đáp lại. Chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn. Kiên dường như chưa từng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi tôi cũng có đối xử với anh một cách khách sáo nhất ý nhị nhất có thể điều khổ tâm nhất với tôi bây giờ là khang không biết bằng cách nào đó anh lại làm một chiếc chìa khóa khác để có thể tự do ra vào cửa hàng hoa của tôi mà tôi thì lại không có cách gì để phản kháng lại mỗi lần có ý định từ chối anh khang trước sau như một sẽ nói một câu giống nhau em cứ thử phản kháng đổi chìa khóa xem anh sẽ nói với bố em với chị thảo cút anh cút khỏi đây cho tôi xin lỗi hôm đó anh hơi quá đáng tha thứ cho anh được không giữa chúng ta không tồn tại tha thứ hay là không tha thứ nếu mà muốn tốt cho tôi tôi chỉ mong anh tránh xa tôi ra em vẫn hận anh tôi cười khẩy phải rồi tôi rất hận rất hận khang ngồi ngây ngốc trên ghế anh đầu óc trống rỗng anh nhớ lại cuộc trò chuyện với hợp chữ hận kia cứ xoáy sâu vào tim anh thật đau tại sao hợp cứ phải cố chấp sống trong bầu trời của chính cô ấy cái đêm xuân tình ấy rõ ràng hợp con rất yêu anh cho nên mới có cái loại cảm giác mê đắm luyến ái đó. Khang và Vân đầu xuân sang năm sẽ cưới nhưng anh thay vì ở bên cô dâu thì lại cứ bị cuốn vào mối tình dây dưa không dứt với hợp. Anh yêu cô thật nhiều nhưng tổn thương cô không ít. Cũng may Vân lại đang cùng mẹ đi du lịch kết thúc quãng đời độc thân cho nên càng không có ai quản anh. Nghĩ đến hợp Khang lại không nhịn được gọi điện cho cô anh chỉ muốn nói với cô biết tối anh sẽ đến nhà. Em đang ở đâu? Cửa hàng hoa. Lát nữa anh sẽ qua, đợi anh. Tôi không nói gì tắt máy và quăng điện thoại vào một góc. Khang không cần biết đến cảm xúc của tôi, cho dù tôi có đồng ý hay không. Khi thích thì anh sẽ đến. Tôi ban đầu còn cố gắng phản kháng lại, dần dần lại trở nên lầm lì mà Khang muốn làm thế nào thì làm. Tôi tự kinh tởm bản thân mình. Mày đang làm gì thế hả Hợp? Đang cặp bố với kẻ sắp lấy vợ. Ngày xưa mày căm ghét Vân thế nào, Giờ chính mày lại dây dưa không dứt với chồng cô ta. Khang lại đến vẻ mặt hầm hầm tức giận nắm chặt tay. Tại sao em lại không nghe điện thoại của anh? Em có biết là anh đã rất lo lắng không hả? Anh lại phát điên cái gì đấy hả? Tôi bận anh không thấy sao? Có nghe hay không thì anh cũng đã đến rồi đấy thôi. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Không. Khang buồn bã. Là sinh nhật của anh. Anh đã chuẩn bị cùng em đón sinh nhật, thật sự anh rất muốn. Tôi cười chua chát tại sao lại là tôi anh nên đi với bọn anh kiên đi hoặc là cô ta mới đúng em không biết là anh đã từ bỏ tất cả chỉ muốn cùng em dự sinh nhật có thể cùng nhau thổi nến được không tôi nhìn khang khuôn mặt anh méo mó đến cực kỳ đáng thương như một con vật nhỏ bị bỏ rơi tôi mềm lòng miễn cưỡng được rồi khang cầm bánh sinh nhật khuôn mặt hớn hở một chiếc bánh hình trái tim với dòng chữ đỏ thắm chúc mừng sinh nhật bn ánh sáng mở ảo soi chiếu khuôn mặt thiếu niên trước mặt trong lòng liền tan ra như nước rõ ràng người thanh niên kia vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu chỉ có tôi trong lòng anh là trở nên loại hình dạng méo mó xấu xí đáng ghét tôi nhìn anh cười ngây ngẩn những gì đã qua đi nhiều nhất trong lòng vẫn còn sót lại một chút ký ức ố phàng giống như tấm ảnh chụp đã cụ kỹ ngẫu nhiên mang ra xem không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi bởi vì người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn tôi giờ đây chỉ có thể làm bạn cùng với số mệnh cô độc sinh tồn một cách lặng lẽ hẳn là không còn gợn sóng nữa khang nhắm mắt lại thì thầm ước anh khẽ cong môi lên cười ước mãi bên em như lúc này cô gái nhỏ của anh khang cắt bánh anh chia thành hai phần một cho tôi và một cho anh tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cùng anh thưởng thức chiếc bánh Khang tắt điện thoại ném ra một góc, anh quay lại nhìn tôi mỉm cười. Không ai quan trọng bằng em cả. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức rượu vang cùng hát mừng sinh nhật, ăn bánh kem. Đầu óc tôi không biết bị rượu vang hay bị vẻ đẹp hôm nay của anh làm trở nên u mê. Khang kéo tôi lên giường, tôi vô hồn theo anh. Việc anh và tôi cùng nhau nhiều lần có lẽ đã trở thành thói quen. Tôi đã không còn ý định phản kháng nữa. Khang cực kỳ thích giường của tôi. Mỗi lần nằm lên là không muốn đi xuống nữa còn bắt tôi ở cùng anh suốt một lúc lâu ở bên cạnh anh tôi luôn luôn không ngủ được anh lại ngủ rất say thời khắc này tôi chỉ có thể không phát ra tiếng động nhìn mặt anh hoặc bài trí quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở xung quanh cố gắng giữ đầu óc không nghĩ đến bất cứ chuyện gì